Rồi mình bắt đầu nha các bạn. Đấy, bữa trước á, mình đã xong cái phần mô hình mặt bằng sàn bằng phương pháp phần đồ họa mà bạn hay dùng là phần mềm xếp đó, được không? Đấy, bữa trước mình đã mô hình xong rồi nha. Tuy nhiên á, bữa trước là mình chưa chạy được nội lực đúng không, chưa chạy được nội lực tại vì phần mềm nó vấn đề đó. Bữa trước phần cuối nó còn hai phần nữa mà anh chưa hướng dẫn các bạn. Thứ nhất á, đó là phần mẹt sàn đúng không, phần mẹt sàn đấy này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại sơ phần đó nha, được không? Lưu ý các bạn này, trước khi các bạn chạy nội lực á, các bạn phải làm một việc luôn luôn nhớ giùm anh. Trước khi chạy nội lực luôn luôn nhớ giùm anh, đó là mình phải đi mẹt, đi chia nhỏ sàn của mình nha, đi chia nhỏ sàn của mình. Thì bạn quét chọn sàn này, quét chọn sàn giùm anh, quét chọn sàn giùm anh. Để chia nhỏ thì bạn vào menu là menu run, run. Bạn chọn như mình là automatic slab mẹt option, automatic slab mẹt. Rồi bữa trước mình mẹt là 0.5 đúng không ạ? Được không? 0.5 có vẻ nó chạy sao? Hơi lâu đúng không? Hơi lâu thì các bạn phải mẹt thừa hơn, thừa hơn. Cái kích thước mẹt này tùy bài các bạn, tùy bài. Các bạn không phải bài nào các em cũng nên là mẹt 1 mét đâu. Sau này các bạn đi làm á, giả sử mặt bằng công trình của bạn cả 100m x 100m, mà mấy ông mẹt 1 mét á, thì chắc nó chạy là cũng khá lâu đó, được không? Khá lâu á. Tuy nhiên thường thường sau này bạn đi làm thì bạn thường thường bạn dùng máy bàn nó cũng đỡ, được không? Đấy. Còn bạn dùng laptop như máy của anh mà mẹt 1 mét á, trước đây làm công trình khoảng 60 mét á, mẹt 1 mét chạy cũng lè lưỡi ra. Đấy. Mình mẹt khi nào? Mẹt khi nào mà kết quả mình gần như là không thay đổi đấy nhá. Thì đó là kết quả chính xác, được không? Chứ không phải là mẹt 0.5, mẹt 1 mét gì đâu, nhớ nha. Đấy. Trước đây khi mà anh bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học của anh á, thì thầy hỏi anh câu đó y chang á, hỏi phần cầu thang á, là em tại sao em biết chia nhỏ là không cho em chia nhỏ cầu thang là bao nhiêu, cái anh nói là anh chia nhỏ là 0.5. cái thầy hỏi là tại sao chia nhỏ 0.5 là chính, em biết chính xác à. Lúc đó cũng không nghĩ tới mức đó đâu, lúc đó cứ trả lời là gì, em chia nhỏ xong rồi em kiểm tra lại bằng cách tính tay này nọ á, cũng lắc đầu mà em hỏi cũng gợi ý của mình tại sao lúc mà mình tính cái dầm á, được không, mình phải chia thành những phần từ nhỏ à. Mình hiểu ý rồi các bạn, mình trả lời là thưa thầy là khi mà mình chia nhỏ 0.5 thì sao, khi mình chia càng nhỏ thì kết quả càng gì, càng chính xác, được không? Nhưng mà khi mình chia nhỏ kết quả lúc tới một thời điểm nào đó kết quả nó sẽ hội tụ, được không? Nó không thay đổi nữa, thì em thấy là em chia 0.5 á là ok rồi, được không? Nên là em chia cầu thang là 0.5, không bài cầu thang của anh ngày xưa đó cũng đơn giản hơn bài cầu thang anh, thì nó cũng không khó, nó cũng giống như cầu thang bài của bạn thôi. Nhưng mà thường thường á có một số ông cũng hay hỏi cái câu ạ. Rồi tiếp nha bạn. Rồi ok này, đây là bước đầu tiên nha, bước đầu tiên, bước chia nhỏ. Rồi bữa trước này anh dặn các bạn này, đấy, bạn ấn còn chân V kép thì mình các bạn, bấm còn chân V kép thì mình, bạn vào mục Array Object này, bạn bật cái Local Sheet lên, bật Local Sheet lên thì mình, bạn thấy trong bài của anh tất cả các trục nó đều là như thế nào? Đầu trục màu đỏ là trục số 1 nha, trục màu xanh lá là trục số 2, và tí nữa mình sẽ có một trục màu xanh. Xanh dương là trục số 3. Nhớ nha, bạn nhớ một điều giùm anh nè. Trục màu đỏ luôn luôn á phải song song với trục X nha, song song trục X. Rồi trục màu xanh lá là sẽ song song với trục Y nha. Còn trục màu xanh dương á luôn luôn nhớ giùm anh nè. Với sàn nha, trục màu xanh dương luôn luôn hướng lên, nhớ nha. Đấy, với phần tử sàn hay gọi là phần tử tấm á. Phần tử sàn nha. Để tấm sau này các bác sàn nha. Trục màu đó là trục màu đỏ luôn luôn phải trùng, đó là trục X. Trục 2 là trục màu xanh lá luôn luôn trùng, đó là trục Y. Và trục 3 là trục màu gì, trục màu xanh dương. Lưu ý trục màu xanh dương thì phải hướng theo trục Z, thường thường trục màu xanh dương thì nó ít bị sai, nó có sai thì nó chỉ hay sai là sai trục 1 và sai trục 2 thôi. Trục màu xanh dương thì ít bị sai. Trục màu xanh dương thường thường sau này bạn dùng phần mềm sáp 2000 để bạn tính toán cầu thang á thì nó lại hay sai nha. Đấy. Rồi bây giờ là bữa trước á, các bạn thấy à, bữa trước khi mà ăn mirror á thì cái trục của anh nó lên nó xiên xẹo lung tung đúng không, được chưa? Đấy, vì thế lưu ý bất kỳ bạn nào khi mà bạn dùng phương pháp mô hình, bạn dùng cái chức năng mirror trong phần mềm xếp á, lưu ý nha, là sau khi bạn mirror, trước khi bạn chạy nội lực á, bạn phải quét chọn sàn cho anh một cái này, có nhận sàn cho một cái, được không? Bạn vào ở size, các bạn chọn cho mình đó là slab data, và các bạn chọn cho mình đó là local assist, local assist thấy vô đó chưa?
local. Và bạn chỉnh cái angle from default direction đó, tất cả cái này về là không, được không? Còn bữa trước các bạn thấy nó nghiêng nghiêng như vậy này, là sự chụp mô đó này. Chụp mô hai nghiêng nghiêng như vậy này, là cái góc hợp bởi này nè, góc hợp bởi phương x đó. Và cái chụp này nó khác, khác không, từ giờ nó lên nó nghiêng nghiêng vậy. Dẫn đến cái mô men bạn xem nó cũng có vấn đề các bạn. Để nha, mô bạn xem có vấn đề. Được không? Ok. Đó, nhớ phải làm việc đó cho anh nha. Được chưa? Rồi, xong rồi mình có thể tắt cái chụp đi. Bấm Ctrl V kép lại. Các bạn có thể tắt chụp đi nhìn cho nó dễ nhìn. Rồi, bấm F4 để tắt chụp lần nữa. Rồi, về đây này anh sẽ hướng dẫn bạn thêm một vài chức năng nâng cao trong phần mềm Shape nha. Chức năng thứ nhất này, đấy. Có nhiều bạn á, các bạn là muốn làm như vậy nè. Bước trước anh chỉ bạn cấu tạo sàn của sàn căn hộ và sàn vệ sinh rồi đúng không? Trong bài mình á, mình dùng phương án là gì? Bài của anh dùng phương án là tôn nền sàn căn hộ cao hơn sàn về cao sàn vệ sinh đúng không? Vậy nếu mà bạn nào á, có thể sẽ gặp trường hợp này nè. Bạn dùng sàn gì đấy? Bạn dùng phương pháp là nhật. Dịch cấp đúng không? Bạn dùng phương pháp là dịch cấp. Vậy bây giờ á, bạn muốn thể hiện cái dịch cấp trong sàn, trong xếp bạn làm như thế nào? Muốn thể hiện độ dịch cấp trong xếp bạn làm như thế nào? Vậy cách làm như vậy nè. Ví dụ ở đây anh có một ô sàn này, bạn để ý cái ô sàn vệ sinh ở vị trí trục AB, thấy không? Sát mép ngoài á, ô sàn vệ sinh ở vị trí trục AB, thấy ô đó chưa? Đấy. Bây giờ ô này, ban đầu khi bạn mô hình nhá, ban đầu khi bạn mô hình á, nó sẽ nằm ngang với gì? Tất cả sàn là nằm ngang với nhau, được, ngang với nhau. Bây giờ giả sử nhá, anh sẽ mô ô này, dịch cấp xuống một đoạn là 20mm, được, dịch cấp xuống một đoạn 20mm, thì anh làm như thế nào? Thì cách làm của anh này. Nghe bạn phải bạn nghe khỏi làm cũng được, nghe để sau này biết làm thôi. Thường thường trong đồ án thì bạn không làm, nhưng mà sau này ra ngoài đi làm á thì hay phải làm cái đó. Để anh chọn sàn này, anh chọn ô sàn cần dịch cấp nhá, anh vào ở size này, anh chọn slab data này, và bạn thấy cái chỗ mà vertical offset không, vertical offset cái hàng thứ ba, vertical offset. Rồi các bạn muốn offset xuống một đoạn bao nhiêu? 20 thôi. Nếu mà dịch xuống á, dịch xuống là phải nhập dấu âm nha, được không? Mà dịch lên là nhập dấu dương, được không? -2, -20, được không? -20, ok. Đó. Các anh thấy hiện số -20 không? Người thấy chả có ảnh hưởng gì hết đúng không? Đấy. Tại vì bây giờ bạn chưa thấy rồi, bây giờ mình sẽ làm cái này nè. Các bạn đừng làm bước này để anh làm cho coi nè. Bạn thấy cái lệnh là anh đang dùng cái lệnh là raw tendon nè. Bạn nào sau này bạn làm phương án sàn cáp á, sàn dưỡng lực á, thì bạn sẽ biết cái thằng raw tendon là gì, được không? Sàn căng cáp. Đây này, anh vẽ một cái sợi cáp vào đây, vẽ một sợi cáp. Ở đây thực tập cho anh biết sàn cáp là gì, sàn căng cáp của mình á, chữ phải nè, line đi nè. Các bạn thấy chỗ này ô sàn nó dịch xuống không? Thấy không? Đây nè, như nè. Có phải chỗ này á, anh đang vẽ một sàn cáp qua hai ô sàn căn hộ hai bên? Và một ô sàn vệ sinh ở giữa không? Thì khi anh click chuột phải ở đây nè, chuột phải ở đây nè, bạn thấy hai ô sàn căn hộ hai bên đó, nó cao hơn sàn vệ sinh ở giữa một đoạn không? Một đoạn nhỏ thấy không? Được chưa? Đây chính là cái vị trí mà mình dịch cấp trong, sàn, đâu? Dịch cấp trong sàn. Đấy. Thường thường á, dịch cấp trong sàn á, cái chiều dài dịch cấp nó không lớn bạn, không lớn nên là nếu bạn là phương án sàn dầm á, thì anh cho phép bạn là khỏi dịch cấp cũng được. Nhưng mà sau này nếu mà bạn nào làm sàn căng cáp, sàn dưỡng lực á, thì bạn nên dịch cấp nha. Ôi, tại vì khi bạn dịch cấp á, dẫn đến cái cao độ của cáp trong sàn bạn cũng như thế nào, cái hồi sắc cáp trong sàn nó cũng thay đổi nha, rồi cao độ cáp trong sàn nó cũng thay đổi. Đấy, đó là chức năng đầu tiên nha, chức năng đầu tiên. Hoặc là sau này khi bạn thiết kế cái này nè, thiết kế cái móng bằng phần mềm xếp á, thường á có một cái móng mà bạn hay dùng trong phần mềm xếp nhất á, đó là cái móng của lõi thang máy á, móng lõi thang máy. Thì thường thường móng lõi thang máy bạn nó dạng như vậy, móng lõi thang máy bạn nó dạng như vậy, nghĩa là chỗ này bạn phải dạt xuống đi đấy, một cái hố, một phích đúng không, một phích của thang máy, được chưa? Đấy, nhưng mà khi thường thường bạn mô hình ban đầu á, thì hai phần này, phần trên và phần dưới này nó sẽ làm như thế nào, nó ngang, cái mặt nó ngang nhau đúng không, cái mặt nó ngang nhau thì mình phải dịch cái hố phích xuống, nó mới đúng cái sàn thang máy của mình được nha. Để cẩn thận điều đấy nha. Đó, anh giới thiệu bằng một cái chức năng nâng cao trong phần mềm xếp, được không? Đấy. Rồi, ví dụ cái cột này nè, đây cái cột này, được không? Ở đây trong bài qua nó tất cả cột á, chức năng thứ hai nha, tất cả cột qua đây nằm như thế nào đây,
là mình chỉ đúng đúng tâm đúng không, là mình chỉ đúng tâm. Vậy thì có nhiều bạn kêu ồ bài cột em đâu làm đúng tâm đâu, đúng không? Bây giờ em phải làm sao để cột em gì nó giờ vô, đúng không? Bây giờ vô, ví dụ cột này đi, ví dụ cột này không nằm chỉ đúng tâm, mà cái mép cột này, cái mốt cột dưới này, bây giờ anh muốn nó đưa nó vô mép trong của sàn này là như thế nào, được không? Đưa nó vô mép trong của sàn này là như thế nào, với cách làm này. Đấy. Bạn muốn đưa cái cột này vô á, việc đầu tiên á, bạn hãy ấn Ctrl V kép cho anh, Ctrl V kép cho anh. Rồi ở mục Line Offset này này, bạn bật cho nó cái Local Offset lên các bạn. Nhớ Local Offset là trục tọa độ địa phương nhá, trục tọa độ địa phương đấy, rất là quan trọng nha. Rồi ở đây bạn phải để đơn giản là bạn tắt cho cái beam đi bạn, tắt cho cái beam đi, tắt cái dầm đi. Mà nếu mà bạn không thích thì bạn tắt luôn cho cái sàn đỡ rối, được không? Đi. Cái dầm ảo là luôn lai bạn, dầm ảo luôn lai. Cái Windows của bạn á, các bạn bật cái auto update lên á, update của Windows á, thì khi mỗi lần Windows update á, nó sẽ xóa tất cả mấy cái rắc của bạn nha, từ sát từ y tab này nọ là xóa hết, thì lúc đó bạn chỉ việc rắc lại là được, được không? Đấy, máy của anh thì anh tắt luôn cái update của Windows luôn để mất công, được không? Nó update lên nhiều các bạn Windows nó chưa có hoàn thiện á, bạn update sẽ lỗi đó. Rồi để dùng tôi gậy đây này. Bây giờ mình muốn giờ cái cột này vô nha, thì mình quét chọn cột cần giờ này, để nha, quét chọn cột cần giờ nha các bạn, được không? Quét chọn cột cần giờ, bạn làm kiểu này không? Các bạn vào size nè, size nha, chọn cho anh là column, nha, column này, được không? Và chọn cho anh là insertion point, được không? Rồi ở mục cardinal point này, cardinal point bạn thấy có bao nhiêu điểm đây? Bao nhiêu điểm? Tổng cộng 11 điểm đúng không? Đấy. Thực tế nó có hai cách nha, nó có hai cách này. Cách thứ nhất để ý nè, nếu mà bạn chọn những cách cardinal point này, một cái cột nó sẽ định vị bởi 11 cái điểm, 11 cái điểm khác nhau nha. Để anh mở cái hình nhuận coi nè. Nó là cái hình trong sáp nhỏ lẹ. Tại vì hình của sáp hay hình của etap thì nó cũng như nhau thôi. Đây nè, đây là trục tọa độ của phần tử thanh. Đây nè, một đối tượng á, đấy nè, một đối tượng nó sẽ định vị bởi 11 cái điểm bạn, 11 cái điểm nha. Đấy là từ bottom left, bottom center, bottom right nè, được không? Tới 10 là điểm center của mình nè, và 11 là điểm center, 3 điểm 5, điểm 10, điểm 11 là như thế nào? 3 điểm mình đã trùng,
chung nhau đúng không? Thì thường thường trước đây nếu bạn đã dùng qua thì bạn sẽ làm như vậy này. À em chọn đại cái đúng không? Nhiều khi nó không được thì các bạn làm gì? Các bạn còn chọn ghét lại và làm lại, được không? Bây giờ anh chỉ bạn một cách một phát là dính ngay này. Để ý nè. Ở đây nó có 11 điểm đúng không? Nếu bạn nhớ hết cái hàng này á thì bạn rất là khó, rất là dễ khó nhớ, được không ạ? Rồi vậy cách nhớ nhanh nhất là như vậy nè. Bạn thấy á, 11 điểm này nó phụ thuộc vào trục là trục số 2 và trục số số 3 nha, trục số 2 và số 3. Bạn để ý nè, có phải điểm 1, điểm 2, điểm 3 của anh á nó nằm ở phần âm của trục số 2 không? Được không? Điểm 1, điểm 2, điểm 3 nè, nằm ở phần âm của trục số 2. Vậy điểm 1, điểm 2, điểm 3 nó có chung một chữ gì đây? Chữ bottom đúng không? Vậy phần âm của trục số 2 sẽ là phần bottom. Được không? Phần âm của trục số 2 sẽ là phần bottom. Vậy phần dương của trục số 2 nè, 7, 8, 9 nó có chung chữ gì đây? Top, được không ạ? À? Ngược với bottom là top, được chưa? Điểm 1, điểm 4, điểm 7 nè, điểm 1, điểm 4, điểm 7 nó có chung chữ gì đây? Left đúng không? Vậy thì phần âm của trục 3 sẽ là phần gì? Phần left. Được không? Phần left. Vậy phần dương của trục 3 là phần gì? Phần right. Thì anh thường anh cách nhớ như vậy nè. Âm của 2 là bottom, âm của 3 là left, được không? Vậy bây giờ mình kết hợp nè. Ví dụ phần số 9 nè, mình không cần nhìn vô bên phải nhá, không cần nhìn bên phải. Và số 9 này nè là phần dương của mấy đây? Dương của 2 là phải là phần gì? Dương 2 là phần top đúng không? Âm 2 là bottom, dương 2 là top. Rồi phần dương là phần âm của 3. Dương 3 đúng không? Dương 3 là phần left hand right. Right hand right chứ là gì? Top right. Top right, đúng top right chưa? Hiểu cách nhớ không? Để ý nha. Nhớ là âm của 2 là bottom và âm của 3 là trục phần left, được không? Đấy. Vậy với bài của mình này, tại sao mình phải yêu cầu bạn bật trục tọa độ địa phương? Tại vì đây phải có bị trục tọa độ địa phương mình mới biết trục 2 và 3 thằng nào, đúng không? Vậy là chỗ này nè. Khi mà mình bật trục tọa độ địa phương này, bật trục tọa độ địa phương á thì trục số 2 sẽ là màu xanh lá cây, trục số 3 sẽ là màu gì đây? Màu xanh dương đúng không? Vậy bây giờ giả sử nhá, anh muốn dời cái điểm vào này, điểm dưới này nhá. Anh dời vào đây nè, thì điểm dưới là tên là điểm gì? Âm của phần mấy? Âm của mấy đây? 3 sẽ là gì? Âm của 3 mà, âm của 3 là phải lét chứ, đúng không? Âm của 2 mới là có thầm, âm của 3 phải là lét, được, âm 3 phải là lét. Bản này là lét gì? Middle left hay bottom, nói chung là ở giữa đúng không? Ở giữa nó có hai chữ là middle hay là center thì nó cũng như nhau thôi. À, với cái điểm này sẽ là điểm gì? Điểm này là điểm middle left đúng không? Đấy, middle left. Rồi, middle đâu? Đây, middle gói đúng không? Left đâu? Cái này có chữ left không? À, đó là cái chữ gì? Spot corner nè. Được không? Hoặc là có thể bạn dò như vậy nè, bạn này bạn chụp cái hình này lại nè, bạn dò cái điểm á, được không? Cái điểm số mấy đây? Số 4 đúng không? Đấy, số 4 à, số 4 được chưa? Số 4 apply nè à, thấy vô chưa? Thấy chưa? Cái hình này là anh copy trong cái menu của nó ra các bạn, được không? Chả là ai rảnh mà ngồi vẽ hình này đâu à, hình trong menu của nó nha. Còn nó ghi spot thì nhiều khi mình khó nhận ra đúng không? Đấy. Rồi tiếp nha. Tiếp. Cách nhớ của rồi, cách thứ hai nè, để nè, đây là anh dời thẳng cái cột gì đâu đây? Từ ngoài vào trong luôn đúng không? Từ ngoài vào trong nè. Có một cái cách hai thứ hai nè, để ý coi là cách thứ hai nè. Anh có chọn cột nè. Anh rồi size nè. Column nè. Rồi anh chọn là insertion. Insertion point nè. Ở dưới đây bạn thấy chỗ này nè. Bạn thấy chỗ mà NE và NG không? NE NG không? Đấy. Giả sử mình chọn ở trên này, mình chọn điểm số 4 á, thì nó dời thẳng từ cái điểm này này, dời thẳng vào vị trí mép gì? Mép cột đúng không? Giả sử bây giờ anh muốn dời vô một đoạn là 100mm thôi, 100mm thôi, thì anh phải chọn dưới đây nè. Hiểu rồi không? Anh muốn dời vô một đoạn 100mm thì anh phải dời đây. Ví dụ bây giờ anh muốn dời theo phương y 100mm á, thì NE, NG á, ở trong hai chỗ này anh đều nhập là 100, ok nè. Đó, bạn thấy nó đâu dời sát cho đây đâu, đâu dời sát mép đúng không? Mà dời lên một đoạn bao nhiêu đây? Giờ lên một đoạn là 100, hiểu cái này không? Đấy. Và bạn thấy có một điều là nó có quan tâm không? Bạn thấy mặc dù anh giờ đi cỡ nào đi nữa thì cái gốc của điểm của trục cột này, cái trục số 2 trục số 3 này, nó vẫn nằm ở đâu của các bạn? Thì mình tắt cái section. Nó vẫn nằm ở đâu? Vẫn nằm ở giữa tâm đúng không? Nó nằm giữa tâm đấy. Vì thế khi bạn vẽ dầm á, như anh dẫn bạn là phải bắt từ đâu? Từ tâm đến tâm đúng không? Sau đó muốn giờ cột như thế nào thì giờ.
hiểu chưa? Đấy, còn á có nhiều anh em làm như vậy nè, có nhiều bạn làm như vậy nè, anh bật lại cái dầm giùm anh đấy bạn, bật lại cho anh cái dầm, bật lại cho anh cái sàn giùm anh, bằng phím đất còn chưa được kép á. Có nhiều bạn mà làm như thế này nè, đấy, đây anh ví dụ này, anh vẽ cái cột nha, anh vẽ ra ngoài này khỏi làm sai nhá, khỏi dính như bài không ạ? Có nhiều bạn làm như vậy nè. Rồi, giờ sử cái cột nằm giữa tâm đây đúng không? Nhiều khi bọn nó làm như vậy nè, các em làm như vậy nè. Các em nhiều khi các em không có dùng cái lệnh, các em không có dùng lệnh insertion bo như anh, mà các bạn vẽ như vậy nè. Giờ sử cái cột nằm mép không? Các em canh canh ngay mép như vậy nè. Các em vẽ như vậy, được không? Sau các em bắt cái dầm á, các em bắt như vậy nè. Bắt cái dầm các em bắt ngay đây nè. Hiểu như này không? Vậy chỗ này cái dầm này nè, và cái cột này nè, nó có làm việc đồng thời không? Nó không làm việc đồng thời. Cái nút của dầm nút ngoài này, cái nút dầm và cái nút ngoài ở dưới anh vừa chọn này, được không? Còn cái nút của cột là nút rồi, nút ở trên này, được không ạ? Vậy lúc đó dầm mà làm việc giống như cái dầm gì? Giống như cái dầm console đó, hiểu chỗ này không? Đấy, nhớ nha. Nếu mà bạn muốn dời cột đó thì ban đầu các bạn cứ vẽ cho mình đúng rồi không? Đúng rồi, chỉ giữa dưới tâm, được rồi. Sau này muốn dời gì thì dời, à, muốn dời gì rồi. Đấy, cái kiểu này càng làm đúng nó càng gì? Nó càng sai các bạn, hiểu chưa? Đấy. À. Rồi tiếp, đó là một số chức năng nâng cao trong phần mềm xếp. Rồi bữa trước mình cũng đã định nghĩa tổ hợp rồi đúng không? Tổ hợp xong hết rồi, gồm hai tổ hợp là tổ hợp tiêu chuẩn và tổ hợp tính toán nha. Bây giờ mình chỉ việc là mình chạy nội lực. Và anh dặn các bạn này, nhớ là mình không được lưu trong đường dẫn chứa tiếng Việt có dấu nha. Rồi chạy nội lực chúng mình. Sau khi bạn chạy xong đấy nè, việc đầu tiên là các bạn xem cái chuyển vị của mình, được không? Xem nó có vấn đề gì hay không? Đấy. Để xem chuyển vị á, các bạn thấy ở dưới chữ hép nha, các bạn có hình tam giác á, sau default shape á, bấm vô hình tam giác này, giống hình tam giác, được chưa? Hoặc cách thứ hai là bạn vô đây này, cách thứ hai là bạn vào display này, bạn chọn ra là sau default shape, display, sau default shape, đấy, cách nào cũng được chưa? Đấy, rồi chọn combo, nhớ mình xem đội bóng là mình xem đội bóng của combo gì bạn, combo tiêu chuẩn, đó combo tiêu chuẩn, được chưa? Đấy, rồi. Thế thấy này, cái bài của anh nó đối xứng nên đội bóng của anh cũng như thế nào ạ? Nó tương không hẳn là giống nhau, mình gọi là tương đối đối xứng đúng không ạ? Tương đối đối xứng. Được chưa? Hiểu cái này không? Tương đối đối xứng. Thì thấy nó là chỗ này nè. Tương đối đối xứng nha. Đấy. Và lưu ý anh dặn các bạn này là mình không được dùng đội bóng trong xếp mình đi kiểm tra nha. Đấy, cái đội bóng mà chỉ là đội bóng đàn. Lưu ý, đội bóng chỉ là đội bóng đàn hồi thôi. Được không? Đàn hồi. Các em không được lấy đồ bóng đèn hồi, các em đi kiểm tra nhớ nha. Thường bạn hay lấy như vậy nè, thôi rồi đã học qua phần mềm xếp á, nhiều khi bạn chạy đồ bóng ra nha, sau bạn lấy đồ bóng trong xếp á, giả sử ép trong xếp nha bằng 15 ml đi, giả sử vậy 15 ml được không, bạn đi kiểm tra với ép giới hạn á là bằng 25 ml đi, được không? Tới đây các bạn kết luận gì? Kết luận là quả là mấy ông ăn hành rồi, mấy ông ạ, hiểu không? Đồ bóng trong xếp lưu ý đấy nè, khi mà mình khai báo á, chỗ này nè, khi bạn khai báo cái material á, bạn còn nhớ khai báo cái module á, anh gọi là module gì? Module đàn hồi đúng không? Vậy cái độ bóng khi bạn xuất ra trong phần mềm xếp thì là độ bóng đàn hồi thôi, được không? Mình chưa xếp đến gì, trong bê tông mình còn ngoài bê tông ra còn có gì? Còn cốt thép, ngoài cốt thép ra mình còn có sự từ biến của bê tông, mình có sự co gót của bê tông nữa, được không? Và bê tông của bạn có hình thành đất nước không? Đó, mình chưa xét những cái đó mà, được không? Đấy, vì thế bạn lấy độ bóng đèn hồi trong xét đi kiểm tra là sai, được không? Lưu ý nha, để sai. Đấy. Vì thế anh sẽ chỉ bảo là tính độ bóng bằng tay, được không? Nhưng mà anh cứ gửi bạn hai cái file đúng không? Một cái file là tính độ bóng theo phương pháp dùng đơn giản, một cái file là tính độ bóng theo phương pháp gì? Phương pháp phần mềm xét đúng không? Và anh sẽ chỉ là trước giờ bạn tính độ bóng là có nhiều vấn đề lắm, có rất là nhiều vấn đề. Mà tính độ bóng là muốn tính đúng á, thì tính nó như thế nào, hiểu chưa? Mà mình nói trước á, là tính độ bóng mà tính đúng á, nó cực kỳ phức tạp các bạn, nó là dùng từ là cực kỳ phức tạp nha. Đấy. Rồi tiếp nha. Đấy. Thường á, là các bạn tính độ bóng á, là bạn chỉ tính độ bóng cho một vị trí là vị trí giữa sàn thôi đúng không? Giữa sàn rồi. Rồi để ý cái này nè, các bạn soi sẵn cho anh hai ô này dùm anh cái nào, bạn để ý này. Thường á, khi mà tính độ võng nha, đấy tính độ võng, bạn hãy lấy trong xếp á, ô nào mà có độ võng lớn nhất bạn đi kiểm tra thôi được rồi ha.
Bạn nhìn cho anh hai ô này nè. Đây. Nhìn này, nhìn này, để này. Cái ô là trục 23 AB nhá. 23 AB và trục là trục 23 BC. Bạn nhìn giùm anh nè. Có phải trục 23 AB kích thước là 78 nhân cho 54. Còn trục 23 BC kích thước là 78 nhân cho 63. Vậy rõ ràng 23 BC kích thước lớn hơn 23 AB không? Đúng không? Đấy. Nhưng mà bạn dòm đồ võng này. Ô ngoài này tới 7mm, nhìn rõ số không? Ô trên này khoảng bao nhiêu mm đây? Khoảng là âm 5mm. Âm là ngược chiều đó bạn. Âm là ngược chiều thôi, không có gì cả. Được không? Đấy. Bây giờ thấy này, chưa chắc cái ô mà kích thước lớn nó cho đồ võng là sao? Đồ võng lớn. Được không? Có là cái ô này này. 7m8 đến 5m4 đúng không? Đồ võng lớn hơn ô là 7m8 và 63. Được không? Đấy. Yeah. Yeah. Tại vì sao? Tại vì nó phụ thuộc vào sơ đồ tính của từng ô. Được không? Bước trước mình dặn các bạn á, với ô này nè, cạnh biên sẽ tiến dần về cạnh gì? Cạnh khớp, đúng không? Còn cạnh giữa là thì bốn ô này, nếu mà xét ô này nè, thì bốn cạnh tiến về cạnh gì? Tiến dần về cạnh ngàm, thêm đồ võng nó sẽ nhỏ hơn. Được chưa? Đấy. Nhưng mà thường thường khi mà có nhiều bạn hỏi câu đó mà trả lời không được quá. Nhiều khi mấy thầy á, mấy thầy biết là đúng luôn bạn. Bạn đã giải đúng đó. Được không? Mấy thầy hỏi tại sao chỗ đó em giải một ô một kích thước to hơn ra đồ góc nhỏ hơn. Ô nhỏ hơn nó cũng to hơn. Thì có thầy mấy thầy thử các bạn thôi. Mấy thầy thử các bạn, nếu bạn trả lời được thì bạn điểm rất là cao. Được không? Còn bạn kêu giải điểm về xem lại. Thì chắc là mấy bạn là điểm thấp rồi. Hiểu chưa? Nếu mà tự tin với khả năng của bạn thì bạn cứ xin các bạn trả lời. Được không? Nếu mà thầy cái ok rồi em để mẹ em chết lại không phải suy nghĩ không mang lên hỏi anh nữa. Được không? Đấy. Qua thầy của sinh viên mình cho nó chừng khoảng 5 câu hỏi, thở 5 câu hỏi mà không trả lời câu nào hết á. Cái thầy kêu về nhà chuẩn bị, cái nó lên mình, nó mình cũng thật thà, nó hỏi mình 5 câu trả lời hết 5 câu cho nó luôn. Cái mình hỏi sao thầy em hỏi mấy câu khó vậy, nó kêu thầy hỏi mấy câu này thầy kêu là về nhà tìm hiểu đi, hỏi trong nhóm trả lời được hết á. Nó mang lên đây mình trả lời hết cho nó mấy cái câu toàn về cái gì gió động đất gì này nọ không à. Thầy đã chắc cũng đang chờ chiều rồi. Tiếp đây là nhìn đồ võng nha. Đấy, vậy lưu ý này, bạn nhìn cho anh hai ô đồ võng lớn nhất là hai ô của trục là 12 cd và 56 cd này. Trung bình á, bạn nhìn rõ không? Để anh tắt cái màu chỗ này đi, là khoảng bao nhiêu đây? Khoảng chừng là 11-12 mm đúng không? Là 11-12 mm. Vậy bạn lưu ý chỗ này nè, để tính nhầm độ võng nha. Thì cái tính nhầm độ võng này, bạn lấy độ võng của ô lớn nhất nha, ô lớn nhất nè, các bạn nhân khoảng 2-3 lần lên, tính nhầm nha, 2-3 lần lên. Nếu mà nó xấp xỉ cái độ võng giới hạn á, thường thường độ võng giới hạn mình có nhiều giá trị nha bạn, nhiều giá trị, nhưng mà thường thường mình dùng giá trị là 20-25 mm, được không? Nếu mà nó xấp xỉ 25 á, thì sau này bạn kiểm tra độ võng có thể nó sẽ như nào, nó sẽ thỏa, được không? Còn giả sử bây giờ bạn nhân cho 2 lần lên á, mà giả sử lên 50 mấy mm đi, thì rất là khả năng rất cao á là khi mà bạn kiểm tra độ võng thì nó sao, nó sẽ không thỏa. Hiểu ý đó không? Đấy là cách tính nhầm của anh á, cách tính nhầm thôi. Như là anh lấy như vậy, anh lấy độ võng thực tế á, anh lấy độ võng thực tế nè, xấp xỉ khoảng á 2-3 lần độ võng đàn hồi trong phần mềm xếp, thường thường lấy như vậy, được không? Thường thường lấy khoảng này. Anh kiểm tra sơ bộ, kiểm tra sơ bộ. Nếu mà thỏa rồi á, thì sau này anh đi tính khả năng sẽ ra cao là gì? Là thỏa luôn, đúng không? Còn giả sử á không thỏa thì mình nên đi điều chỉnh cái dầm mình lại, hoặc là điều chỉnh cái sàn của mình lại, được chưa? Chứ không thôi, nếu mà bạn bước sau mà kiểm tra không thỏa, bạn phải làm gì? Bạn phải quay lại bước đầu không? Nó rất là mất thời gian đúng không ạ? Đấy, đó là bạn đi xem độ võng. Rồi xem moment này, xem bên này. Bạn vào display của mình này, display của mình này. Xem moment á, bạn chọn cho là sau slab forecast. Slab forecast. Hoặc là bạn bấm lên cái hình này này, cái biểu tượng ngay con chuột của anh này. Đây, sau slab forecast này. Trên màn hình được, nó cắt cái hình tam giác chút xíu. Cắt hình tam giác chút xíu. Rồi, ở một lớp combo này. Lớp combo mình chọn là combo, là combo tiêu. Combo xíu, moment là combo, là combo tính. Tính toán nha. Rồi đây nè, để này. Các bạn sẽ có nhiều trường hợp này. F là lực dọc nè, F là lực dọc, M là moment và V là lực cắt. Lưu ý mấy bạn không có chọn M max, M min, M coi không?
không chọn cái này nha, được không? Đấy mà phải chọn là M11 hoặc là M22, lưu ý cho phải chọn là M11 hoặc là M22, không chọn M max nha. Đấy, vậy M11 M22 như thế nào? Trong phần thử tấm á, thì bạn vẽ cái hình này vô giùm anh. M11 M22 trong phần thử tấm nó xoay như thế nào? Một cái trục ngang, trục hướng lên là trục Y nha. Rồi đấy nè, trong phần thử tấm á, trục số 1 của bạn á, nó luôn luôn song song trục X, và trục số 2 luôn luôn song song trục 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 Y nha. Trong phần thử tấm, trục số 1 luôn luôn song song trục X, và trục số 2 là song song trục Y. Thì bạn lưu ý nè, trong phần thử tấm nha, đối phần thử tấm của bạn, moment sẽ không phải moment xoay quanh trục đâu, moment M11 đó là moment uốn trục 1 như vậy này. Đây, đây là moment M11 là moment uốn trục 1, còn moment M22 là moment uốn trục số 2, đây là M22. M11 là uốn trục số 1, M22 là uốn trục số 2. Vẽ hình vô. Còn M12 là mô hình trong mặt phẳng, là mô hình xoắn tràn các bạn ạ. Phần thử tấm là không phải quay quay quanh trục nha. Phần thử tấm là quay theo trục. Nó quay theo trục số 1 các bạn. Xong chưa? Bạn quan tâm đến những vị trí này nè. Những vị trí đầu tiên đấy là vị trí có dầm phụ các bạn. Vị trí có dầm phụ là vị trí có dầm phụ. Ở đây mình có hai vị trí có ô dầm phụ đó, đó là vị trí là BC 3 4 BC hoặc là 1 2 CD, đúng không? Hai ô này là những ô mình có bố trí gì vậy? Mình có bố trí dầm phụ đúng không? Đấy, mình có bố trí dầm phụ. Và thường thường á, bữa trước khi mình làm phương pháp trao ảnh đơn á, thì mình tính hai ô này là hai ô gì bạn, hai ô riêng lẻ đúng không, hai ô riêng lẻ. Và hai ô riêng lẻ tại vị trí này là bạn sẽ có moment là moment gì, giữa là sẽ có moment là moment moment âm đúng không, moment âm. Và moment âm thì bạn phải bố trí thép gì đây, thép mũ đúng không, thép gối cũng được nhà, thép gối. Tuy nhiên khi bạn dùng phần mềm xếp là bạn để ý này, khi bạn dùng phần mềm xếp á, bạn dò cho anh chỗ này nè, bạn thấy chỗ này chỉ có moment gì đây, thì mô hình là mô hình gì, mô hình dương đúng không, chỉ có mô hình là mô hình dương thôi. Vậy ở chỗ này nó có mô hình âm không, không có mô hình âm đúng không. Ô bên này nè, ô trên này cũng vậy nè, bạn dò nè, cũng là mô hình gì đấy, cũng là mô hình, là mô hình dương đúng không, không có mô hình, không có mô hình âm đâu ạ. Đấy, kết quả là vì sao, vì thực tế chỗ này nè, cái dầm phụ của bạn á, cái dầm phụ của bạn gác lên dầm gì bạn, gác lên dầm chính đúng không? Dầm chính của bạn á, khi mà chịu tải trọng, dầm chính của bạn có võng xuống không? Có võng xuống đúng không? Dẫn đến dầm phụ của bạn đầu tiên nó đã võng theo gì rồi? Nó võng theo dầm chính đúng không? Rồi sau đó riêng bản thân dầm phụ á, nó có võng thêm một lần nữa không? Có võng thêm một lần nữa, võng thêm của bản thân nó, dẫn đến á, chỗ này á, do độ võng nó khá lớn nên thường thường chỗ này á, nó sẽ không thể hình thành liên kết gì bạn, không thể hình thành liên kết ngàm được, được không ạ? À? Và chỗ này nó thường thường nó, nếu mà anh cắt ngang qua như vậy này, anh cắt ngang qua như vậy nha, để này, cắt ngang qua đây này, được không? Cắt ngang qua đây nha, nó sẽ có xu hướng hình thành cái liên kết này này. Nếu mà ta hai vị trí dầm chính á, đấy, hai vị trí dầm chính á thì có thể là liên kết ngàm, chính là liên kết ngàm, tại vì ở đây là moment là gì? Moment âm đúng không? Được. Nhưng mà vị trí dầm phụ này, hai đầu dầm chính ngoài nha, hai đầu dầm ngoài thì có thể tính dần những cái ngàm được, nhưng mà ở vị trí giữa dầm phụ đây này, được không, nó dần như là không bao giờ nó tiến về liên kết ngàm được, và bảo đảm với bạn không bao giờ nó tiến về liên kết này được luôn này, đó là gối cố. Nếu gối định thì nó đâu có bóng xuống đâu không ạ, được không, nhưng mà thực tế dầm phụ nó có bóng xuống không, nó bóng xuống đúng không, thì nó sẽ là thành liên kết này, đó là liên kết thò so như vậy nha, được lò xo như vậy, dẫn đến á là cái dầm chỗ này nè, cái moment sàn nó sẽ xu hướng như vậy đó, cái dạng vậy được không, chỗ này sẽ là moment dương,
đó là cái khác biệt rất khác biệt rõ rệt nhất là giữa khi mà tính sàn bằng phương pháp phần tử hại và khi mà tính toán sàn bằng phương pháp trao ổ bản trao bản đơn. Còn trước này nếu mà có mô anh dương á thì các anh em có cần bố trí thép lớp trên này không? Có mô anh dương thì cần bố trí thép lớp trên không? Có cái thép lớp trên luôn. Được không? Tại chỉ cần bố trí thép gì thôi, thép lớp dưới thôi, được không? Để... hiểu này không? Đó. Và còn nhớ bữa trước khi anh chỉ bạn sơ bộ chiều dày sàn á, sơ bộ chiều dày sàn á, nhớ với những ô dầm trực giao á, mình kéo bạn có lấy kích thước ô nào nhớ không? Đúng không? Đây nè, giả sử một ô sàn như vậy đây, ô này là 8m2, 7m5, các bạn có bố trí dầm trực giao ở đây đi, được không? Đấy. Mình còn nhớ anh dạy các bạn là lấy cái công thức sơ bộ chiều dày sàn á là h sàn bằng d chia m nhân gì? L1 đúng không? L1 là ngắn á. Mình vẫn lấy chặn nhỏ hay chặn lớn? Mình lấy chặn nhỏ nhưng mà ý là lấy của ô nào? Ô to hay là ô nhỏ? Hiểu không? Không phải lấy ô nhỏ này nè. Do ô này nếu mà thực tế là được cái nào? Là mình chia một ô gì đây? Là mình chia một ô có lớn. Cái dầm phụ chủ yếu là công dụng đó là gì? Giảm độ bóng, giảm chiều dày. Chiều dày sàn thôi, tăng độ cứng á. Các lỗ cứng dài như sàn thôi à, chứ nếu mà nhầm phụ hoặc thì gần như không thể làm cái gối được, đúng không ạ? Bạn về nhà bạn thử làm bài toán này nè. Cái nhầm phụ đây bữa trước anh đang làm tiết diện bao nhiêu nhỉ? Ở đây là bữa trước anh đang làm tiết diện nhầm phụ là 200, 400, 450 đúng không? Anh tắt cái trục đi cho gì nó đỡ rối nhá. Bạn về nhà bạn thử đẩy cái nhầm phụ lên 300, 600, nghĩa là bằng nhầm gì? Bằng nhầm chính đúng không? Chỗ đấy vẫn chưa có mô nhiều nữa, vẫn chưa có mô men âm cho bạn nữa. Mà bạn phải làm, nếu bạn còn muốn có môn âm á, bạn phải làm một cái trường hợp phê phi lý á, là bạn đẩy dầm phụ á to hơn dầm chính luôn thì may ra thì bạn mới có môn men là môn môn âm. Anh từng thử là như vậy nè, anh làm dầm chính á là 300, 600 nha, sau anh đẩy dầm phụ á, anh đẩy lên á là 400, 800, hơi phi lý nha bạn, hơi phi lý thì lúc đó bắt đầu á nó mới xuất hiện gì? Môn men môn âm. Lúc đó thì cái dầm phụ của anh như là độ cứng lớn á, độ cứng lớn thì bắt đầu chỗ này nè chuẩn bị nó như thế nào, chuyển nó nhỏ đúng không? Thì mà hay chỗ này hình thành lò xo thì bắt đầu hình thành gối gì? Gối cố định đúng không? Mà có trường hợp nào mà bạn chọn dầm phụ bự hơn dầm chính không? Có gì thì điều đó điều hơi vô lý đúng không? Đấy, nhưng mà mình làm thử cho bạn coi thôi. Đấy. Đó, nhớ điều đấy nha. Rồi, đây là cái cách. Rồi. Rồi khi mà xem moment này, khi bạn xem moment, bạn dò phổ màu nào tính hết được không? Bạn dò phổ màu tính hết được không? Nhưng mà nếu mà dò cái này thì nó hơi vất vả các bạn đúng không? Giả sử đây có nhiều vị trí này, ví dụ là chỗ này này, nguyên cái biên này, nhiều vị trí nó khác nhau đúng không? Rồi nguyên cái biên này nhiều vị trí khác nhau, bạn dò chỉ cần chật đi một chút xíu nó sai đúng không? Đấy, hoặc là những vị trí này bạn dò này, ôi bạn dò vô đây đi, bạn nhìn này hai cái đầu vắt này, các em dò như này, moment 115 luôn, các em tính thế nào mà thả được, đúng không ạ? Đấy, thì bạn thấy cái moment bạn nhìn cái đơn vị này, cái moment của nó là theo từng vị trí à, nó đơn vị là kilonewton nhân mét xong chia gì các bạn? Chia cho mét, cái moment này người ta gọi là moment dạng phổ màu trên từng gì? Từng điểm. Vâng, trên từng điểm nha, trên từng điểm nha. Đơn vị là kilonewton nhân mét chia cho mét nha, chia mét. Vậy thì để đơn giản cho các bạn nha, để đơn giản các bạn thì trong phần mềm xếp nó có cái có một cái công cụ, có công cụ nha. Đó là nếu bạn đã nghe qua công cụ vẽ giải chưa? Công cụ vẽ giải chip. Đây là công cụ đó, công cụ vẽ giải. Nhưng mà thay vì mình xem moment á là mình xem moment trên dạng là moment trên điểm, được không? Bây giờ á mình sẽ dạng hiểu như vậy nè, đó là mình vẽ một cái bề rộng giải như vậy, được không? Bề rộng giải như vậy, khi mà mình vẽ một cái bề rộng giải á thì cái giải nó một cái bề rộng đúng không? Được không? Thì phần mềm sẽ cộng trung bình cho giá trị moment trên một cái bề rộng đó, được chưa? Và sẽ đưa về giá trị vị trí, tại vị trí là vị trí giữa của gì? Giữa của giải, được không? Giữa của giải nha. Lúc đó bạn dòm moment nó sẽ dễ dàng hơn cho bạn, dễ dàng hơn bạn. Đấy. Vấn đề bây giờ đặt ra là bạn vẽ bề rộng giải, vẽ bề rộng bao nhiêu, cãi nhau ngay đó đó, 1 mét cũng cãi nhau, được không? Và anh bảo đảm với bạn, đồ án bạn vẽ về 1 mét là bạn phải dứt liền. Đấy. Vậy bây giờ anh sẽ share bài đặt một bài mới nha. Một bài anh xem moment và một bài anh sẽ vẽ giải cho bạn coi, được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ share ép bài đặt một bài mới nè. Ở các bạn không cần share đâu nhá, bạn chỉ cần việc là bạn mở khóa ra thôi, anh share 2 bài để anh cho bạn coi cho tương dễ thôi. Đây là ngày 27.
Được chưa? Bây giờ anh sẽ vẽ dài trên bài này nhá. Được không? Bài này. Bắt mở thêm một bài xếp lên nữa này để tí nữa anh xem được cái phổ màu moment á. Rồi, bạn mở khóa ra giùm anh các bạn. Mở khóa ra giùm anh. Để vẽ giải bạn vào đây nè. Bạn vào raw. Bạn chọn cho mình đó là raw design chip các bạn. Raw design chip nhá. Raw design chip. Đây chưa? Raw design chip. Thấy chưa đó chưa? Raw design chip. À. Hoặc là bạn thấy ở đây nè. Nó cái hình nó nằm ngay cái hình dưới cái hình vẽ vắt của mình á. À. Nó nằm ngay dưới cái hình vẽ vắt của bạn thôi. Bấm nhận raw thì sẽ chip. Được chưa? Rồi đây này nè. Ở đây nó có là cái loại đối tượng là giải nè, chip là giải đó. Rồi chip là giải. Rồi. Tiếp nè. Chip layer thì có mấy layer đây? Có hai layer là layer A và layer gì? Layer B đúng không? Thường thường A các bạn sẽ vẽ cho phương x và B vẽ cho phương là phương. Phương y. Còn cái AR này là dùng làm gì? Xéo hả? Đúng rồi đó. Nhưng mà thường thường xéo anh dùng AB được không? Xéo thì anh dùng AB cũng được. Được không ạ? Cái này chỉ là cái gì thôi? Cái tên thôi. Được không? Bạn chọn thằng nào cũng được. Chẳng qua là đặt ra là gì? A phương x, B phương y để bạn khỏi bị gì? Khỏi bị lộn thôi. Được, khỏi bị lộn thôi. Đấy, anh dùng phương, anh dùng A đây. Rồi, đây có hai loại nữa nè. Hai loại nữa là column chip và middle chip. Thường thường column chip á, là bạn sẽ vẽ những cái giải đâu? Nằm ở trên gối các bạn, đâu nằm trên gối. Còn middle chip á là bạn vẽ những cái dải ở vị trí giữa nhịp nha. Đấy, chẳng có để mình phân biệt thôi, không có gì cả. Column chip hay middle chip á thì cách tổ hợp nội lực thì nó cũng giống như nhau, được không? Cái vấn đề đặt ra quan trọng nhất ở đây nè, đấy quan trọng nhất ở đây nè là cái bề rộng dải bạn vẽ bao nhiêu. Thì đây có một cái gì này, start with left, start with right, and with left và and with right, đúng không? Thì nếu mà bạn chỗ này bạn vẽ một cái dải nha, ví dụ đây là cái dải bạn này, hình chữ nhật này, được không? Bạn vẽ theo chiều á là chiều từ dưới lên trên, được không? Dưới lên trên thì cái phần bên này, các bạn đi từ dưới lên trên đến phần bên này là bên tay trái của bạn không? Được không ạ? Và phần bên này là bên tay phải. Cái phần bên này này gọi là phần start left, được không? Còn phần bên tay phải người ta gọi là phần gì? Start right, được không ạ? Tương tự phần trên là gọi là gì? Ở phần and left, và bên này là gọi là and right, đúng không? Lưu ý hiểu giá trị này để mình vẽ cho nó chính xác. À, đây chính xác. Đấy. Nếu mà mình vẽ ngược lại, ngược chiều lại thì sao? Cái chiều này nó cũng đảo ngược lại nhá, đảo ngược lại, hoặc là vẽ từ trái qua phải á thì cái chiều nó cũng đảo ngược lại, được không? Nhớ ghi vô để nhớ, không phải quên. Ông nào làm sàn phẳng á chắc chắn ông sẽ đụng cái trường hợp này. Đấy, chắc chắn sẽ đụng cái trường hợp này. Bây giờ bảo nghe hơi thốn đúng không? Đấy. Rồi tiếp. Đấy. Vấn đề đặt ra bây giờ như anh vừa nói bạn á, quan trọng cãi nhau á là các anh em vẽ bề rộng dải là bề rộng bao nhiêu. À. Thì đây mình sẽ trình bày một số quan điểm nha. Quan điểm thứ nhất như đồng chí nói á, là em vẽ là bề rộng bao nhiêu? Quan điểm 1 nè. Các em vẽ bề rộng bao nhiêu? Vẽ bề rộng 1 mét. Tôi hỏi tại sao các em vẽ bề bằng 1 mét? Tại sao các em nên vẽ bề bằng 1 mét? À, sao các em vẽ bề bằng 1 mét? Nếu bề là 1 mét và bề là 2 mét nó có khác nhau rồi không? Khác thì người ta mới ra nhiều cái đúng không? Được. Nếu giống nhau thì vẽ thằng nào cũng được rồi. Lưu ý chỗ này nè. Thế tại sao người ta hay vẽ bằng bề 1 mét không? Tại vì khi các em tính thép, các em còn nhớ các em hay tính trên bề rộng bao nhiêu? Bề rộng 1 mét. Còn nếu mà giả sử các em tính các em vẽ là 2 mét đi thì lúc đó các em phải vẽ trên bề rộng bao nhiêu? Bề rộng 2 mét. Hoặc là giả sử như các em vẽ bề rộng giả là các em vẽ trên bề rộng 2 mét thì các em ra moment trên 2 mét, các em phải lấy moment đó các em làm gì? Các em chia ngược lại cho bề rộng giải, được không ạ? Thì lúc đó nó phức tạp không? Nó phức tạp vì tại vì mỗi cái giải nó như thế nào, mỗi giải nó khác nhau, nên thường thường cái quan điểm là vẽ bề rộng giải 1 mét là quan điểm mà rất là nhiều người dùng, được. Và đa số nha, khoảng 80% anh em đi làm ở ngoài á thì bạn đều chia bề rộng giải là 1 mét, nhớ nha, bạn đều chia bề rộng giải là 1 mét, hiểu chỗ này không nha? Đấy. Nhưng mà lưu ý chỗ này, bạn sẽ ăn hành khi bạn làm sản phẩm ngay đây. Sản phẩm không được chia 1 mét, nhớ, sản phẩm không được chia 1 mét, được chưa?
thị. Đó quan điểm thứ nhất. Quan điểm thứ hai là vẫn dùng cho sàn dầm nha. Đấy nè. Đó là bạn sẽ có một cái quan điểm này nè. Thôi để anh mở cái giáo trình cho bạn coi. Trình 3 nè. Đấy nè. Một ô sàn nó cạnh dài được gọi là cạnh A. Còn cạnh ngắn gọi là cạnh B. Đầu tiên sẽ chia hai phương này. Đầu tiên phương ít nè. Đấy nè. Phương ít nha. Thì bạn sẽ chia là bề rộng là ở hai vị trí gối ạ. S chip là người gọi là chip biên các bạn. Chip biên nha. Thì sẽ chia là bề rộng là B chia cho ấy là B chia 4 được không? Còn về còn lại là vị trí nữa này là tổng bề rộng trừ cho hai bề rộng bên thì còn là bề rộng là bề rộng được chưa? Vậy hai b chia 4 hai b chia 4 mới là tổng b, hai còn là b chia mấy? Hai b chia 2 không? Chip theo phương y này, hai chip biên á cũng là b chia mấy đây? Cũng là b chia 4 và còn lại nữa còn lại. Lưu ý không phải b chia 2 mà là bằng a trừ cho b chia a trừ cho b chia 2 được không đấy? Thì cái khuyến cáo của set A là gì? Tất cả cái giải biên luôn luôn chia bằng gì đây? Bằng cạnh ngắn ô sàn chia mấy? Chia cho 4. Nhớ nha. Tất cả giải biên ra đều bằng cạnh ngắn ô sàn chia 4. Rồi. Và giải giữa là sao? Là phần còn lại. Được chưa? Đấy. Đó là lý do bữa trước á. Nghe bạn cắt thép rồi bạn hay cắt thép bao nhiêu? Cái thép mũ cái gì nhiều? L mấy? L1 chia cho là ngắn đó, hay là ngắn chia cho 4 đó, thì cao của nó. Nhưng mà bạn còn nhớ anh dặn cái này nó chỉ đúng khi trường hợp nào không? Ô sàn là sàn gì? Sàn dầm mà sàn mình là sàn kê 4 đúng cạnh nó mới đúng. Được không? Đấy. Quan điểm thứ hai đó là quan điểm theo khuyến cáo của CI. Được không? Theo khuyến cáo của CI. Nó đúng nhưng mà có một trường hợp, một vài trường hợp nha, nó sẽ sai. Ví dụ như một số ô biên này nó không hoàn toàn chính xác. Một số ô biên này. Đấy. Mình bật cái phụ mỏng. Một số ô biên á thì nó sẽ không hoàn toàn chính xác nếu mà bạn chia theo cái tổ hợp là bạn chia theo trường hợp mà bạn chia L chia 4 ấy, nó không hoàn toàn chính xác đâu, nhất là mấy ô biên này này. Đây nha. Đây. Đây bạn thấy ô biên đúng màu phổ màu này. Cái bề rộng của ô này nè, nó nhỏ hơn cái bề rộng bên này đúng không? Được không? Đây nè, cái phải bao nhiêu màu vàng á, bao nhiêu màu vàng này của phần này. Nó khá là nhỏ đúng không? Khá là nhỏ này. Được. Qua đây nè, cái màu vàng màu vàng to hơn không? Được chưa? Đấy. Vậy cách chia chính xác nhất phải chia như thế nào? Cách chia chính xác nhất phải chia như thế nào? Cách chia chính xác nhất là như vậy nè. Đấy nè. Đó là các em chia với bề rộng phụ thuộc vào giải màu moment của bạn. Đúng không nhỉ? Cách chia chính xác nhất là bạn chia với bề rộng phụ thuộc vào giải màu moment của bạn. Đấy. Phụ giải màu moment. Mà chia phù giải mà moment là như thế nào? Bạn để ý giùm anh nè. Bây giờ cái moment này này. Rồi moment là phương ngang vậy đúng không? Đó M1. M11 đúng không? Để M11. Đây nè. Bạn nhìn nè. Cái chỗ nào á là dương á thì chia hết là gì đây? Chia dương. Được không? Nghĩa là chỗ nào á, bạn vẽ một cái giải, ví dụ như là bạn vẽ chỗ này nè. Các bạn vẽ giải á. Giải giữa đây đi. Đó giải giữa. Ví dụ như vậy là mình vẽ đại cho bạn coi nè. Giả sử bạn nhập cho anh là chỗ này mỗi cái là 2 mét đi. Mỗi cái 2 mét nha. Được không? Các bạn bấm còn chân với kép đi. Hoặc là bấm vô cái dấu tích này nè. Bấm vô dấu tích. Bạn bấm vào chỗ là chỗ design chip. Chỗ này nó chưa hiện lên nha. Chưa hiện lên là phải vẽ một cái nó mới hiện lên được. Ví dụ như chỗ này là dương đúng không? Đó là dương nè. Bạn phải vẽ như vậy. Vẽ một thằng duy nhất thôi. Bạn vẽ dùm anh một cái duy nhất thôi là được rồi nha. Một cái duy nhất nè. Sau bạn bấm lên cái dấu tích này nè. Bạn bật cái show width lên nè. Bạn thấy hiện lên cái bề rộng không? Thấy hiện lên bề rộng không? Thì lưu ý cách vẽ đúng nhất là sao? Là cái bề rộng này nó chỉ chiếm phần moment gì? Chiếm phần moment là moment dương thôi. Thử như thế nào? Chỉ chiếm phần moment là moment dương thôi. Không được chiếm phần moment là moment âm. Tại vì nếu mà cái giải này các bạn vẽ nó vừa chỗ này nè. Ví dụ bạn vẽ ra mà nó vừa giao moment âm và vừa giao moment dương thì sao? Nó sẽ lấy hai cái như thế nào rồi? Nó tổng trung bình lại đúng không? Tổng trung bình lại lúc đó mô men mình nó bị gì? Nó bị giảm đi không? Nó thiếu an toàn nữa trong một công trình của mình. Được không? Đấy. Đó là cách vẽ giải. Được không? Phức tạp không? Chứ là khá phức tạp đúng không? Và thường thường á, thì cái quan điểm á, cái quan điểm mà vẽ một mét này, một mét này nha, thông thường nó cho bạn kết quả là mô men lớn hơn so với những quan điểm còn lại. Vì thế thường thường á, các bạn hay vẽ bề rộng là bề rộng một mét, bây giờ bề rộng một mét.
Thì trong đồ án á, trong phạm vi đồ án tốt nghiệp nhá, các bạn thầy bạn chọn cho mình hai lựa chọn nha. Lựa chọn thứ nhất á, là các em vẽ theo bề rộng 1 mét. Lựa chọn thứ hai là các bạn vẽ bề rộng là theo khuyến cáo của set I như là mình vừa làm nè, được không? Vậy ở đây hết đấy nè, đấy anh sẽ vẽ cho bạn hai trường hợp nha, đấy, và anh sẽ tính hết bạn hai trường hợp. Sau đó mình làm gì? Mình so sánh giữa khi vẽ 1 mét, được không, và giữa khi mình vẽ L/4 á, nó khác nhau và thằng nào lớn cho kết quả lớn hơn và khác nhau bao nhiêu phần trăm nữa. Đấy. Rồi đấy à, bây giờ vô thực hành vẽ giải nè, vô thực hành vẽ giải đi. Mình bấm lại là vẽ giải nha. Lưu ý là kia vẽ giải á, cẩn thận này, đầu tiên á anh còn chuẩn bị kép dùm anh các bạn. Khi bạn vẽ giải anh còn chuẩn bị kép dùm anh, bạn tắt dùm anh cái sàn đi các em, tắt dùm anh cái dầm đi luôn, tắt dùm anh cái sàn, tắt dùm anh cái dầm đi, đỡ bị sai các bạn, được không? Giữ cái sàn cũng được, nếu mà bạn thích á bạn giữ cái sàn cũng được, không cần tắt cái sàn đâu. Nhưng mà thường thường anh tắt đi cho dễ nhìn, được, dễ nhìn thôi. Còn nếu mà bạn không muốn tắt đi mà bạn muốn dễ nhìn á, thì bạn đừng có để chỗ này nè, chỗ cái sàn khi bạn vẽ giải bạn đừng có để là section property, mà bạn đổi cho mình thành là, bạn đổi cho mình thành là object các bạn, đổi cho mình thành object thì dễ nhìn hơn. Rồi bây giờ mình vẽ giải bài của mình nè. Cách đầu tiên á là bây giờ mình vẽ bề rộng là bề rộng 1 mét nha, thì bài mình đối xứng đúng không ạ, bài mình đối xứng có phần dưới và phần trên nè. Bây giờ ở phần dưới anh sẽ vẽ bề rộng giải là bề rộng 1 mét, phần trên á thì anh sẽ vẽ bề rộng là bề rộng L/4 nha, L/4, và ở đây anh sẽ vẽ cho phương là phương A thôi nha. Rồi layer A nè, được, layer A. Và vấn đề bây giờ nè, bây giờ vẽ bề rộng giải 1 mét á thì mỗi bên ra bao nhiêu các bạn? 0.5 đúng không? 0.5. Vẽ bề rộng 1 mét thì mỗi bên là ra 0.5. Đây là 0.5. Rồi, để ý nè. 0.5. Vậy bây giờ nè, với bề rộng là 0.5 nha, 0.5. Vậy bây giờ bạn lưu ý nè, bạn vẽ là vẽ ở giữa đây hay là vẽ ở vị trí gối, gối dưới hay là vị trí gối, gối trên, theo bạn. Nếu mà bề rộng 1 mét vẽ ở vị trí nào? Tại sao vẽ ở gối này? Đây nè, từ từ, tại sao vẽ ở vị trí giữa được rồi? Moment lớn nhất thường ở đâu? Nè, nếu vậy, nếu mà anh vẽ theo phương A, phải nó chạy theo phương này đúng không bạn? Coi theo phương này nè, đúng không ạ? Mà các em coi là chạy theo này nó phải vị trí dưới đây là moment lớn nhất không? Vị trí dưới đây moment lớn nhất nè, được không? Ở dưới đây nó đều nhau rồi, được chưa? Ở trên nè, các em nhìn nè, ở vị trí dưới đây cũng là moment lớn nhất nè, dưới đây moment lớn nhất, và dưới bên này nó cũng không ảnh hưởng nhiều, tại vì đây là chúng ta liên kết là cái gì? Liên kết khớp đúng không? Đấy. Vì thế thường thường á, khi mà vẽ bề rộng giải 1 mét nha, phải 1 mét, bạn chỉ cần vẽ vị trí nào, vị trí giữa ô là ok rồi, được, giữa ô là ok rồi. Đấy. Bắt điểm sai các bạn, và nhớ dùm anh này, khi bạn vẽ giải á, cố gắng vẽ này, vẽ từ trái qua có phải nha, được không? Vẽ qua phải kéo được, nhưng mà vấn đề anh tại sao anh kéo như vậy đó, khi mà anh kéo như vậy nó xuất phim moment là nhiều vị trí hơn em. Còn nếu mà em kéo một đường á thì xuất moment tại hai vị trí thôi. Còn kéo một đường với em kéo như vậy gì không sai, hai cách đều như nhau nhá, hai cách đều như nhau, nhưng mà anh kéo như vậy thì anh sẽ thấy nó hiện moment tại nhiều vị trí để mình so sánh nhiều ô sàn hơn. Còn kéo kiểu như vậy nó còn hơi lác đúng không, tại vì nó vấn đề là chỗ này nó hiện là cái bắt điểm á, tắt bà điểm đi, chuyện bình thường nói snap option của mình tắt cái này like em coi nè để bắt gì thôi, góc thôi, mấy ông nội làm được chứ, mấy ông nội cười, mấy ông này sau này tao bảo vệ quay tao cười mặt bây giờ rồi. Em mic cho phải á, em chọn là snap option nha, snap option đấy. Bây giờ dưới đây em vẽ 1 mét này nha, bây giờ trên này anh sẽ vẽ bạn là bề rộng giải là L/4 nha, L/4 giống như khuyến cáo của set I. Rồi đầu tiên cái ô này của mình nè, ô này của mình là 8m2 và 6m63 đúng không, 63, với cạnh ngắn của mình là 6m mấy, cạnh ngắn gọi là 6m 6m3 đúng không,
lên đến 6m3 anh chưa cho 4 là 1m57 15 đúng không, 1m57 rồi. Bây giờ anh vẽ riêng cho ô này thôi nha, vẽ riêng cho ô này thôi được không, riêng cho ô này từ đây chạy qua đây thôi. À, từ đây chạy qua đây thôi để anh kiểm tra với ô dưới này. À, rồi anh bấm vào anh vẽ dài này, anh cũng vẽ là layer gì đây, layer A nha. Đấy, nhưng mà khi anh vẽ L4 á thì chỗ này nó sẽ có vị gì đây, vừa có middle chip và vừa có column chip đúng không, chip đầu tiên, cái column chip đầu tiên anh chỉ vẽ cho ô là O12DE nha, 12DE để anh so sánh với hai phương pháp thôi mà, so sánh thôi. Thì bây giờ nếu mà anh vẽ chỗ này nè, anh vẽ cho column chip ở vị trí là chip D đây được không ạ, thì bây giờ là chip 4 là 1m bao nhiêu, 1m55 đúng không, 1m55. Và bây giờ nếu mà anh lấy điểm dưới này làm điểm chuẩn này thì phải nhảy qua bên gì, bên trái đúng không, bên trái của anh. Thì chỗ anh chỉ nhập bên nào thôi, up left thôi nha, 1.575 rồi ra để mọi người không, không được không. Đó. Rồi tương tự ở trên này xuống cũng là bao nhiêu, 1.575 đúng không. Nếu mà lấy trục E làm chuẩn đấy rồi nhảy qua bên gì của anh, bên phải đúng không, bên phải 1.575 à, 1.575 rồi tiếp nha, ở giữa này, ở giữa mình sẽ là bao nhiêu bạn, hai bên này đều là 1.575 rồi bắt điểm này. Có thấy nó hơi đè đè lên đúng không, nó hơi đè đè lên nè được không, biết tại sao không, nó mất điểm sai cái gì đâu mà được không, bật cái dầm lại á, bật cái dầm lại đi, bật cái dầm lại, điểm ở giữa nó ở dưới đây này thấy không, và nó mình bắt điểm hơi chặt đi xíu. Và ở giữa này anh chị bạn này có một số bạn sẽ vẽ sai giống như anh, ví dụ như ở dưới này vẽ dài gì, dài middle đúng không, mà lỡ tay vẽ thành vậy column thì nó có sao không, nội lực thì nó cũng giống nhau các bạn được không? Nhưng mà khi mà bạn phân biệt thì nó hơi khó, thì nếu mà muốn chỉnh lại thì bấm chuột phải vào nó, bấm chuột phải vào nó, thấy nó hiện là column chip không, đổi thành là gì đây, đổi thành là middle chip. À, nếu mà vẽ sai nha thì bấm chuột phải vào nó sửa lại là được. Thôi mấy ông nội đừng nói chuyện nữa. À, cái giải chip này nè, khi các bạn muốn xóa, ta muốn xóa nha, thì bạn click vô nó, click vô nó, nó hiện là một design chip select này, bạn muốn xóa thì bạn cũng bấm gì các bạn, bạn bấm ra là đi, delete đi. Nhưng mà anh dặn các bạn nè, khi bạn muốn xóa giải chip á, trước khi xóa giải chip bạn phải để ý nè, bạn cẩn thận cái giải chip nó gần những cái đường line dầm bạn á. Trước khi bạn muốn xóa giải chip á, bạn hãy tắt cho những đối tượng như là beam, như là null line đi, để tránh cái trường hợp các bạn xóa nhầm cái dầm bạn, hiểu không? Nhiều khi giải chip bạn xóa thì xóa rồi đó, mà tiện tay mới ông đẩy luôn cái dầm mới ông đi luôn, hiểu chưa? Lúc đó là nó rất là khó kiểm soát được cái bài mình đúng hay sai, hiểu chưa? Để cẩn thận nha. Đó là vẽ giải chip, được không? Vậy bây giờ anh sẽ chạy nội lực lại nhá, được không? Và lưu ý này, vẽ giải chip nó không ảnh hưởng đến nó nội lực bài các bạn, nó chỉ là tổng hợp nội lực thôi, được không? Nó không ảnh hưởng đến nội lực đâu. Đấy. Rất nhiều bạn kêu là trước khi vẽ giải chip và sau khi vẽ giải chip á, bài em ra nội lực khác nhau, và chắc chắn là mấy ông đã xóa nhầm cái gì rồi đó bạn, hiểu không, nghi xóa nhầm cái gì rồi đó, để xóa nhầm cái dầm hoặc là rồi xác nhận nó vẫn như cũ đúng không, được chưa, nó không có vấn đề gì là gọi là khác biệt, được chưa.
Rồi xong nhớ bạn. Rồi bây giờ bạn muốn con moment trên giải chip nè, thì các bạn vào display các bạn, display display, chọn cho mình đó là show chip first. Show chip first F8, chúng ta là F8, ở F8 nhanh nhanh cũng được. Rồi ở lò combo thì mình được combo là combo tính tính toán nha, combo tính toán. Thì mình đây mình có những giá trị này như là moment này, shear force là lực cắt nha, shear lực cắt là tí nữa mình sẽ làm bài toán là kiểm tra cắt của sàn đó, được shear force là lực cắt. Rồi axial force là lực dọc, torsion là moment xoắn, moment xoắn. Rồi ở đây anh vẽ mới vẽ layer A thôi, lưu ý ở đây anh mới vẽ layer A thôi thì nó sẽ hiện là layer A nha. Rồi field diagram á, field diagram là hiển thị dạng biểu đồ, còn show value down diagram á là hiển thị thêm gì nữa, số đúng không, apply nè đây thấy chưa. Rồi bây giờ thấy là hiển thị giá trị moment lên cho bạn coi không, hiển thị giá trị moment lên không. Các bạn nhớ là dạy các bạn đó là cái giải chip này nó như thế nào, trái phải dưới trên đúng không, kem cái ngược chiều như thế, nhiều khi ở giữa mô nó chăng ở trên thì nó là kêu bạn cái sai thôi, thấy không, chút này nè bạn đây nó vẽ như vậy nè, nó vẽ từ trái qua phải, thay vì trái trái phải vẽ từ phải qua trái, như cái mô men ở trên nó thay vì ở giữa anh của anh đang chăng nó gì, nó ở dưới đúng không, của em là đang chăng nó gì, nó trên, mặc dù kết quả nó không sai thì sai cái dấu thôi, được không, mà thầy sẽ biết là rồi nhiều chuyện tiếp nè, để ý nè. Bây giờ mình sẽ tính toán phép cho hai trường hợp này luôn, được không? Hai trường hợp này để ý nè, bạn nhìn thấy nè, ở đây anh vẽ cho bạn ba giải nè, ba giải đúng không, còn đây anh vẽ cho bạn một giải nha, rồi anh sẽ so sánh moment của cả hai trường hợp. Bây giờ bạn mở cho anh file tính thép sàn, tính thép bản sàn bằng phần mềm xếp á, bạn mở lên phần tính thép bản sàn bằng phần mềm xếp giùm anh. Xong chưa? Rồi tiếp là để tập trung này. Rồi việc đầu tiên á, bạn chọn cho nó nhập cho là cấp độ bền bê tông. Xong chưa? Cấp độ bền bê tông. Rồi thứ hai gamma B là hệ số điều kiện làm việc của bê tông. Thì thường thường với sàn với dầm thì mình lấy bằng 0,19 nha. Sàn dầm lấy 0,19. Xong chưa? Rồi RB này. RB mình sẽ lấy bằng 17. RBT 11.2, nói chung á bạn chỉ cần nhập cái này thôi. Nhập cái B30 thôi thì mấy thằng này nó sẽ làm gì? Nó tự nhảy các bạn, đâm tự nhảy các bạn. Rồi, chỗ là thép dọc là để này. Thép dọc ở đây của anh á, chỗ này cái file này do anh quên cái password của nó rồi. Đó, nên chỗ này anh mới chỉ cài là gì đây? Là A1, A2, A3 đúng không? Đó, chứ anh chưa cài những thép như bữa trước á, là anh vẽ bài sàn kêu bốn cạnh mà theo chuẩn mới á là có gì nữa? Có thêm thép CB đúng không? CB 300, CB 400 đúng không? Thì lưu ý các bạn không cần sửa trên đâu, mình sửa dưới đây cho anh nè, mình sửa dưới đây này. Rồi. Vậy đây này bạn lưu ý này, một ô sàn nhá, lưu ý một ô sàn các bạn tính cho anh đấy, một ô sàn các bạn tính cho mình á là hai phương các bạn, một giải theo phương x và một giải theo phương gì, một phương y nha, một giải phương x và một giải phương y. Rồi bây giờ này, ô sàn này gọi là os mấy đây, ô sàn mình đang vẽ mình gọi là os cho mấy, mình xét cho một ô đúng không, ô ngoài này nè, được, và ô ngoài này mình đang gọi là os mấy đây, theo Hellcat nó nữa là OS S3 đúng không, S3 phương x và S3 phương gì, S3 phương x và S3 phương y nha, được không, S3 phương x, S3 phương y. Anh cóp xuống thêm một hàng nữa, biết tại sao anh cóp thêm một hàng nữa không, để anh so sánh giữa hai trường hợp á, một trường hợp là anh dùng gì, một trường hợp là anh dùng là bề rộng là bề rộng 1 mét đúng không, một trường hợp dùng bề rộng bao nhiêu, bề rộng là bề rộng không l chia cho mấy, l chia 4 đúng không, l chia 4
Đây nè, cái file này do anh bị anh quên mất cuộc rồi nên bạn không thể chỉnh trên đây được đâu. Thấy không? Do anh quên mất cuộc nhưng mà bạn vẫn chỉnh ở đây. Thì khi mà bạn là bạn lấy cái moment trong shape ra, nó có hai cách các bạn, nó có hai cách. Cách thứ nhất là các em làm gì đây? Các em dò tay đúng không? Các em dò tay như vậy. Được. Mà dò tay như vậy lâu không? À, cũng nói chung thì nó cũng lâu nhưng mà nó có một cách khác nữa như vậy này. Là các em làm gì? Các em xuất ra gì? Xuất ra Excel đúng không? Thì anh chỉ là xuất ra Excel này. Vào display này. Display. Chọn cho mình là show table. Show table. Được chưa? Rồi, các bạn vô cái bảng đó là bảng element region này. Array region này. Và chọn cho mình là bảng là chip force. Element region, array region và chọn cho mình là bảng là bảng chip force. Được chưa? Rồi, ở mục loạt ba thành á thì mình khỏi xuất cũng được. Là nó loạt ba thành mình có để mặc định nha. Mà loạt chơi cái này này. Đấy. Thì bạn xuất cho mình hai combo á, có hai combo, combo tiêu chuẩn và combo tính. Tính toán đúng không? Ở đây á bạn chọn cho mình là combo tiêu chuẩn thôi. Ở chỗ là combo tính toán thôi, mình là tính thép mà. Tính thép. Tính toán thôi. Ok. Ok. Đây. Đây chính là cái bảng gì đây? Cái bảng là giá trị gì đây? Giá trị moment tương ứng với từng từng giải đó các bạn. Moment tương ứng từng giải. Bây giờ thấy như vậy nè. Bạn thấy khi để khi mà anh bấm lên một cái giải, anh bấm lên một cái giải đó ở ngoài màn hình nó đang nhảy gì không? Thấy không? Đó, nghĩa là ở trong cái bảng này nè. Trong bảng này anh đang chọn cái giải nào á thì ở ngoài màn hình nó sẽ nhảy đến giải. Giải đó, được không? Ví dụ ở trên này bạn anh chọn là set A2 nè. Nó nhảy ở trên này nè. Bạn chọn là set A4 thì nhảy giải giữa đây. Thấy không? Đấy. Vậy ở đây bây giờ anh muốn lấy cái giải dưới này nè. Giải dưới đây phải MSA mới đây. MSA A3. À, MSA A3. Thấy không? MSA A3. Được không? Đấy. Xem chưa? Các bạn muốn xuất Excel thì bạn vào đây này. File Export current table mà mình bấm gì đây? Mình bấm là tool với Excel được không? Sau khi xuất Excel bạn dò tay được không? Bạn lọc nó cũng dễ hơn. Lọc nó cũng dễ hơn. Đấy. Tại vì có thể chỗ này nè. Chỗ này các em vẽ chỗ này nè. Các em vẽ băng phát qua đây. Được không? Chúng mình ăn hả? Sao xem được trang cái có thể tổ hợp khác nhau. Cái đoạn vẽ từng đoạn này nó có hai cái trường hợp như vậy nè. Khi mà các em vẽ từng đoạn này giống như vẽ của anh á, anh vẽ từng đoạn ra. Nhưng mà khi anh vẽ từng đoạn ra như vậy nè. Này mới ra 3 của anh nè. Anh vẽ từng đoạn từ đây đến đây nè. Giống như đây anh qua bên cái file mà file này nè. Anh mở khóa anh vẽ cho coi nè. Vẽ từng đoạn nó có hai hình thức vẽ này để hết nè. Tại vì sao mà nhiều bạn nó khác nhau. Có nhiều bạn vẽ như vậy nè. Từ đây đến đây. Đúng không? Sao bạn kéo tiếp như vậy? Kéo tiếp như vậy. Được không? Cái bài anh khác là như vậy nè, anh vẽ tới đây xong rồi anh lỡ tay á, anh lướt chuột phải cái. Xong rồi anh lại kéo tiếp như vậy, giữa đây là hai cái chỗ này nè. Hai cái giải đầu và cái giải thứ ba, hai cái tên nó khác. Khác nhau.
Hiểu như thế này không? Đây nè, nói lại nè, thứ nhất là có nhiều bạn bạn kéo thẳng từ trái qua phải như vậy, một kiểu, đúng không? Kiểu bạn thứ hai là bạn thấy bạn kéo từng địa đoạn như vậy, một, bạn thấy vẫn giữ lận không? Đây, 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 qua đây, qua đây, giả sử như vậy, được không? Còn bạn thấy của anh làm như vậy nè, anh kéo từ đây qua đây nè, được không? Vẫn giữ lận, kéo thêm cái như vậy nữa, lúc đó lỡ tay bấm chuột phải cái, nên phải kéo lại từ đây không? Thì dẫn đến của anh có thêm cái MSA4 mà của bạn không có MSA4 là vậy. Hiểu chưa? Đấy. Hiểu không? Đấy. Cho nên là nhiều người bạn là anh thấy là của anh là 150 trường hợp đúng không? Các bạn nhiều khi trường hợp số trường hợp là sao? Nó các bạn thì ít hơn thì các bạn như thế nào? Các bạn nhiều hơn, được chưa? Đấy. Rồi, xuất cái xe này xuất được không? Xuất được nha. Rồi bây giờ cái này anh có một ô thì anh dò tay gió lẹ nha. Anh dò tay gió lẹ mất công xuất quá. Rồi, bây giờ đầu tiên này, cái dài 1 mét này. Tập trung lại dài 1 mét này. Đấy. Mở mắt bên trái này. Đấy, nhìn thấy số không? Âm 3,2. Ở giữa là 13.3. À. Bạn dấu âm thì nhập dấu âm ra nhá, âm 3,2, 13.3. À. Và ở bên gối bên phải là bao nhiêu? Khoảng là chừng 10. 19 đúng không? 19, âm 19. À, âm 19. Được chưa? Âm 19. Rồi L chia 4 này để nè, L chia 4. Đây hả em? Mai yêu cầu trung tâm mua cái màn hình 300 inch nhé. Trật tự đừng nói chuyện nữa bạn ơi. Dạy S3 theo cách L chia 4 nè. Đấy nè. Anh tính cái giải, anh bạn thấy cái giải giữa cho cái là moment lớn đúng không? Anh sẽ giải giữa nha. Giải giữa là ra L chia mấy nhỉ? L chia 2 đúng không? L chia 2. Nghĩa là bằng 6m3 chia 2 đó. Anh tên này. Bằng 6m3 chia cho 2 là 1m bao nhiêu? Là 3m 10 đến 15 đúng không? Thì lưu ý là chỗ này đầu tiên moment của anh là bằng nhiêu đây? Bằng 9 chấm trừ 9.7 đúng không? 9.7 trừ 9.7. Nhưng mà chỗ này bạn phải chia cho bao nhiêu nhỉ bạn? Chia cho cái bề rộng của gì? Bề rộng của giải đúng không? Là 3 mét bao nhiêu? 3m 10 15. Do nó lấy giải gì? Giải giữa anh tính nha, giữa anh tính. Còn nếu bạn không chia thì chỗ này bạn phải nhập bề rộng là bao nhiêu? 3150. Nhịp nè, 30 mấy đây? 37.8. À, nhịp sẽ là bằng 37.8 chia cho 3.10 315. Được. Rồi gối bên phải 57.7 bằng âm 57.7 chia cho 3.10 15. Rồi, trừ sàn anh em đang tập trung trừ sàn bao nhiêu các bạn? Trừ sàn dày 1.3, 1.3. Rồi, 1.3. Được chưa? Ba mét 15 em. Gối à? Gối đó là 3. 57.7 chia 3.15. Sao rồi? Sai rồi. Làm lại chỗ nào em? Đây à? Đây à? Đây là 37.8 chia 3.15. 37.8 là moment chỗ này nè em. 37.8 là moment chỗ này nè. Không? 3.15 là bề rộng giải nha. Các bạn nào mà gặp những cái thầy mấy thầy mà thường thường mấy thầy mà đi làm á, có công ty riêng á, thì có thể mấy thầy sẽ cho các bạn tính bằng phần mềm xếp. Mấy thầy mà dạng cổ cổ á, sẽ bắt thầy tính đây đó. Xong chưa? Rồi tiếp nè. Rồi bạn lưu ý, bạn thấy cái cột AS của anh có bôi vàng không? Ôi ôi, trật tự quá. Cái cột AS của anh có bôi vàng, AS tính toán á, anh có bôi vàng nè. Bạn thấy trong cột này có hai con số là 225 và 365 không? Thấy chưa đó nhỉ? Đấy, nghĩa là anh đang cài như này. Nếu phi nhỏ hơn phi 10 là phi 6, phi 8 á, thì anh dùng 225 là anh theo dùng thép A mấy? A1. Còn nếu còn ngược lại anh dùng 365 là anh dùng thép A là thép A3. Thì lưu ý, nếu ở chỗ này bạn dùng tiêu chuẩn 2018 á, thì A1
xin lỗi, không phải A1 là CB 240T á, thì chắc là 200 mấy? 210. Hiểu không? Nếu bạn dùng tiền 2018 á thì gọi là CB 240T đúng không? Thì thằng này RS bao nhiêu? 220. Còn nếu mà CB 400V á thì RS là bao nhiêu? 35. À mới là cho ghi chưa? Ghi rồi. Khi nó nhìn nhìn đấy bọn em có ghi rồi. Nha. Tiếp nha. Rồi, nhớ làm 2018 thì đổi lại cho những số này là được. Thường ở trong một công trình đó là bạn dùng A1, A1, A2 hoặc là A1, A3 thôi, chứ không có dùng là A1, A2, A3 thì nó nhiều loại quá. Rồi để nè. Để cái việc so sánh được dễ dàng nha. Thì ở vị trí gối bây giờ hiện tại tất cả hai trường hợp này anh sẽ đều chọn là phi. Phi 10. Ở vị trí nhịp hai trường hợp này anh đều chọn là phi mấy đây? Đều chọn là phi 8 nha. Đấy. Nhớ nha, để so sánh dễ dàng á thì ở vị trí nhịp hai thằng anh đều chọn là phi 8. Còn vị trí gối chọn hai đều là phi mấy đây? Đều là phi 10, được chưa? Xong chưa? Rồi. Rồi tiếp nha. Đấy. Thì bạn thấy chỗ này, bạn nhìn cái AS của bạn đi. Bạn so sánh cái AS nè, đấy nè. Hai vị trí này. Đầu tiên là vị trí gối trái nha. Vị gối trái nè. Trường hợp 1 mét á, nó ra khoảng 0.8. Được không? 0.8 cm². Trường hợp lời trên 4 á, nó ra khoảng là 0.7. 77. Được không? Rồi. Gối phải á, trường hợp 1 mét á, nó ra khoảng là 5. Trường hợp người chỉ 4 nó ra bằng là 4.81. Lấy hai vị trí gối như thế nào? Hai vị trí gối gần giống nhau không? Thay đổi gần như không đáng kể các bạn. Không đáng kể. Mà thay đổi đáng kể có vẻ là vị trí như thế nào đấy? Vị trí nhịp nó thay đổi cái đáng kể đúng không? Nhịp của trường hợp 1 mét là 553. Nhịp của người chỉ 4 á là 4.97. Vậy anh sẽ tính nó khoảng bao nhiêu phần trăm nhá? 5.53 này trừ 4.97 chia 4.97 nhân 100%. Khoảng nhiêu phần trăm bạn? Khoảng 10% đúng không? 11%. Được, khoảng 10%. Đấy. Vậy thật ra câu hỏi này, 11% thực tế nó cũng không lớn bạn. 11% không lớn, thường thường sắp xỉ 10% đổ xuống là ok. Vậy thật ra câu hỏi tại sao chỗ này á, thường khi bạn chia L chia 4 có xu hướng cái gì vậy nhỏ hơn nhiều vậy? Khi bạn chia L chia 4 tại sao các xu hướng ở cái moment nhịp á, bạn nó sẽ thấy nó luôn luôn nhỏ hơn so với trường hợp là moment bạn tính cho trường hợp là bạn chia là 1 mét. Thì bạn nhìn lại cái phổ màu giùm anh chút xíu nha. Anh chạy lại cái phổ màu tại vì lấy lỡ tay không tháo khóa ra. À bên đây có mà. Thế nhìn lại phổ màu giùm anh nè. Đây. Các bạn thấy nếu mà mình chia L chia 4 á, nếu mà mình chia 1 mét á thì nó chỉ cục bộ, cái moment dương nó chỉ cục bộ tại vị trí dưới này thôi đúng không ạ? Có thể nếu mà mình chia L chia 4 á thì nó ăn ra cái phần màu xanh nhạt ngoài này nữa. Được không? Ăn ra một phần màu xanh nhạt ở ngoài này nữa. Chứ là khi nó cộng chung mình lại á thì moment nó phải như thế nào? Nó sẽ bị giảm đi. Được không? Giảm đi xíu là vậy. Được chưa? Nhưng mà thực tế chất lượng nó cũng như thế nào? Nó cũng không đáng, không đáng kể, được chưa? Vì thế thường thường á trong đồ án anh khuyên các bạn nha, anh khuyên các bạn luôn là bạn nên chia bề rộng á là chia bề rộng là L chia 4. Trong đồ án nha, anh khuyên bạn nên chia bề rộng chia L chia 4 á, được chưa? Còn khi đi ngoài đi làm ở ngoài á, các em cứ đẩy anh này 1 mét hết, được chưa? 1 mét hết, được không? Đấy, chứ đừng có chia L chia 4, nó phức tạp đối với các em nhiều lắm, hiểu không? Đấy, ở việc chọn hết thì bữa trước anh chạy sàn sàn kêu bản đơn chỉ cho. Đó, bước khép là không quá từ 100 đến 200, được không? Đấy. Phi test thì không nhận quá là đường kính trừ dài sàn chia mấy. Được, phi test nói rồi mà, thấy số 12 là tôi nói rồi. Phi test không nhận nó trừ dài sàn chia mấy. Không nhớ. Không nhớ. Trừ dài sàn chia cho 0.1 chia cho 10, 0.1 lần trừ dài sàn các bạn. Được không? Lưu ý nha. 0.1 lần trừ dài sàn. Ngay sau đó bị mất cái số của anh rồi ta.
em có cái hàm chút xíu. Cái này sao nó bị mất cái hàm của anh rồi? Không có gì cả, được chưa? Nhớ là phi thép không nhận nó chia lời sàn chia cho chia mời, được chưa? Rồi đó là mình đi tính thép được không ạ? À? Đấy rồi bây giờ á, bước trên chỉ bạn bố trí thép chưa? Thì bạn bố trí thép vô ô sàn chưa? Chưa đúng không? Vậy bây giờ là anh sẽ chỉ bạn bố trí thép vô ô sàn, mình cắt thép như thế nào, mình neo thép như thế nào, và nếu có thì mình nối thép như thế nào, được không? Đấy, vậy ở đây á, anh sẽ lấy cái kết quả đây, của ô này mình đi tính nha. Đấy, đây nè, mình sẽ tính là phi, nếu mà chỗ này nè, phi 10 thì phi 10 A200 đúng không? Ở ngoài biên nè là phi 10 A200 đúng không? Được. Phi 10 A200, còn ở giữa là phi 10 khoảng A bao nhiêu đấy? Khoảng A100, 150 nha. Phi 8 khoảng A100 mới đủ mấy bạn. Phi 8 chừng khoảng A100 mới đủ. Còn nếu mà ô đó, ô S3 á, để nè. Ô S3 anh tính lại nha. Ô S3 này. Nếu mà ô S3 trong trường hợp mình tính theo phương pháp tra ô đơn á, thì ô S3 này sẽ là sơ đồ là 3.001 chỉ bạn. 3.001 khớp đúng không? Mà rơi vào trường hợp ô số mấy đây? Bữa trước cho bạn làm đó ô số mấy? Số 7 đúng không? Là khớp ở cạnh gì đây? Cạnh ngắn đúng không? Cạnh ngắn. Đấy. OS3 kích thước ô là bao nhiêu đây? 5m1 và đâu? 5m mấy? 7m9 và 5m mấy đó. Không phải 5m1. 6m. Đâu? 6m và 7m9. Tại mình cho coi như nó giống như ô nào? Giống như OS1 bên trước luôn. Thấy là ô này nè. Nếu mà tính theo trường hợp treo bản đơn á, thì thép lớp dưới nè, anh chọn 8 nè, 8 nè, lớp trên anh chọn 10 nè. Thì thấy nếu mà mình tính theo trường hợp treo bản đơn á, thép là ra phi 10, phi 8A bao nhiêu đây? Phi 8A100 theo phương cạnh ngắn, và phi 8A khoảng 200 là phương cạnh gì đây? Phương dài đúng không? Rồi, còn phương cạnh ngắn của thép gối á, là phi 10A100 được không? Và phương cạnh dài á, là phi 10A bao nhiêu đây? Phi 10A200. Lưu ý ở đây, lưu ý ở đây nè, mình chỉ cần so sánh cho anh là phương cạnh gì thôi, phương cạnh dài thôi, tại vì trong phần mềm xếp á, là mình cũng đang tính là phương gì đây, cũng đang tính là phương cạnh dài đúng không, phương cạnh dài. Thấy rõ ràng như vậy nè, nhìn hai kết quả của anh nè, mà để hai kết quả anh so sánh với hai phương pháp nè, ô bản đơn và dùng xếp nè, nhìn rõ không? Anh hai bớt một số cột đi nha. Rồi, giùm to vậy đủ cho em. Giùm to vậy đủ chưa? Anh hai bớt một số cột đi nha. Ờ, biết dàn mặt được rồi. Rồi, để ý nè. Các em so sánh cho anh hai vị trí thôi nha. Hai vị trí anh môi vàng nè. Đây nè. Thứ nhất á, để anh bỏ cái môi vàng rồi đó. Đây nè, để cho hai vị trí môi vàng, thứ nhất là phương ngắn, xin lỗi, phương dài nha, phương dài lớp dưới nè và phương dài lớp trên, được để nè, bạn thấy khi anh tính toán bằng xếp á, để bằng xếp nè, cái moment bạn thấy có xu hướng như thế nào đây, xu hướng nó lớn hơn hay nhỏ hơn sao mình tính toán bằng phương pháp tính tay, đây nè, lớn hơn đúng không, đây nè. Lưu ý ở đây thì so sánh phương cạnh dài không? Tại vì nếu mà ô sàn này nè, ô sàn này sẽ xét như là đây ngàm đúng không? Phương này là phương cạnh dài không? Được không? Mà bạn thấy mình xét phương cạnh dài mà. Thì các bạn sẽ thấy chỗ này nè. Sự moment của sếp á, nó có xu hướng nó lớn hơn chút. Được không? Mà bạn thấy lớn hơn nó chênh lệch nhau nhiều là ở vị trí nào các bạn? Vị trí nào? Có vẻ là vị trí gối đúng không? Thì là nhiều những vị trí này. Được. Còn vị trí nhịp là thấy như thế nào? Thấy giống nhau đúng không? Đấy. Một phần á, nó chênh lệch nhau không nhiều là do một phần á này, cái ô này mình gọi là sơ đồ số 7 đúng không? Là mình đã mặc định đó là cạnh biên là cạnh gì? Cạnh biên là cạnh khớp đúng không? Chứ cạnh biên bạn thử đẩy sơ đồ số 9 nè. Bạn thấy không? Bạn đẩy sơ đồ số 9 này bạn nhìn nè. Sơ đồ 9 ở chỗ này nè. Đủ không? Chỗ này nè. Phương dài nó đủ đâu, hiểu như này không?
mà chỗ này thì là gì đây, cũng là không, không đủ, được chưa? Để nhưng mà cái phương ngắn thì nó lại là sao, nó lại dư. Rồi mình đã xét phương gì bạn, xét phương dài nha, xét phương dài. Để vì thế thường thường á bạn lưu ý này, nếu mà bạn dùng hai phương pháp nha, hai phương pháp tính sản á, bạn phải trích lập ra cho anh một số ô nha, một số ô bạn đi so sánh kết quả, được không? Và bạn phải viết cho anh khoảng vài dòng kết luận, được. Kết luận là gì? Phương ngắn nó chênh lệch như thế nào, tại sao? Phương dài chênh lệch như thế nào, tại sao? Được chưa? Về nhà bạn lấy cái bài qua nó, bạn làm thêm trường hợp so sánh phương cạnh gì, phương cạnh ngắn đó, được không ạ? Đấy, ở đây nó so sánh phương cạnh dài, thì nó so sánh phương cạnh dài mà chỗ này anh dùng sơ đồ số 7 á, thì kết quả nó sẽ khá giống nhau, được chưa? Rồi vậy bây giờ mình sẽ chỉ bạn để đi bố trí thép nha, bố trí thép. Rồi bạn mở ra cái mặt tập hành số 0 ra, bạn xuống cái mặt bằng dầm sàn bên dưới á. Bây giờ mình sẽ bị chuyển bố trí thép nè, mình xóa cái OS3 đi nha, xóa cái hình S3 đi. Đây. Mình dùng bảng này, tại vì bảng này nó vừa có thép gì, vừa có thép cạnh ngắn và vừa có thép cạnh gì đây, cạnh dài luôn cho dễ làm. Tại vì rất nhiều bạn mang bài lên cho anh sửa, bạn vẽ sai mặt cắt các bạn, vẽ sai mặt cắt đấy. Thế là trong lớp này cũng có một đứa cho bạn coi, một vài đứa mà một đứa nữa. Rồi đây anh sẽ chọn thép y chang như vậy nhá, y chang như vậy. Bây giờ anh bắt đầu vẽ nè, bây giờ OS3 của anh nè, đấy, phương cạnh dài là phương ngang và phương cạnh ngắn là phương đứng, rồi phương dài là phương ngang, phương cạnh ngắn là phương đứng nè. Bây giờ anh sẽ bố trí thép cho phương cạnh ngắn trước. Phương cạnh ngắn lớp dưới của anh á, là anh làm phi 8A bao nhiêu đây? Phi 8A 100 đúng không? 100 thì để anh sẽ bố trí thép phi 8 vô, anh sẽ có đường lai nè, phi 8 được chưa? Mà bạn lưu ý nếu thép của bạn là 6, thép 6, thép 8, nếu bạn làm lớp dưới thì bạn phải làm gì? Phải đánh gì đây? Đánh móc tròn đúng không? Nhớ nha, thép bạn là thép 6, thép 8 thì là lớp dưới á, thì phải đánh móc tròn dùm anh. Được không? Đánh móc tròn mà. Được chưa? Cái này mà em vẽ tượng trưng thôi, nhưng mà khi em thống kê á, khi bạn thống kê mình phải vẽ chính xác. Được không? Nếu mà vẽ thống kê vẽ sai thì cái chiều dài thống kê các em sẽ bị gì? Nó cũng sai luôn. Được không? Đây là cái lớp dưới nha. Là không cần ngắn là phi 8 mà 100. Giá 100. Anh ghi vô đây để bạn tí, quan trọng là tí nữa khi mà mình tính cái chuyện neo á, sao ED bấm được không? D8 A100 đó, D8 100. Scale nó nhỏ lại xíu nha. Các bạn khỏi ghi chỗ này được, để anh ghi giải thích cho, về nhà coi lại bài. Rồi phương dài nè, để nè phương dài nè, phương dài của anh á, lớp dưới là phi 10 bao nhiêu đây, cái loại phi 8 A200 đúng không, phi 8 A200 cũng phải neo vào đâu đây, cũng phải neo vào dầm. Các bạn lưu ý chỗ này nè, gạch nè, đối với thép lớp dưới, để nè, đối với thép lớp dưới khi mà bạn vẽ, thông thường thép lớp dưới nếu trong trường hợp á, thép bạn chịu dùng á là thép tròn trơn á, thì có thể bạn làm như vậy nè, các bạn sẽ kéo cái thép á là từ nhà, ví dụ như ô đây này gọi là OS3 đúng không, OS3 có thể kéo cái thép từ OS3 qua S4 qua S5 được không, được đúng không? Vì thế thường thường khi bạn bạn làm như vậy nè, bạn cứ chọn thép trên đường ô đây trước đã, xong bạn vẽ xong bạn làm gì, bạn quay lại cái này mà làm gì, bạn chọn lại kiểm tra, hiểu không? Ví dụ như vậy nè, bây giờ OS7 của anh, xin lỗi OS3 của anh á, anh đang chọn là phi 8 A100 đúng không? Thì cái A100 này anh có thể anh kéo lên OS6 được không? Có thể kéo lên OS1 được không? Được không? Để vì ví dụ như OS6 ban đầu bạn chọn là phi 8 A200 đi. Nhưng mà khi bạn kéo thép của OS3 qua phải là phi 8 A bao nhiêu? Phi 8 A100, được chưa? Nhớ phải chỉnh lại chỗ đó, không thôi bị quên. Quên cái người ta nhìn vô người ta sẽ bắt bạn là gì? Cái lỗi tối kỵ nhá, đó là cái lỗi thuyết minh và bản vẽ không khớp nhau. Đoàn thuyết minh và bản vẽ không khớp nhau, được chưa? Vấn đề bạn phải giải trình cho người ta hiểu là được rồi nha. Rồi, ok nha, đây thép lớp dưới. Thép lớp dưới này có sai như vậy nè, để ý nè.
xa khi mấy đồng chí vẽ cái mặt cắt của mấy đồng chí. Đây là ô sàn, gọi là ô sàn bản, ô sàn mấy phương này. Ô sàn gọi là ô sàn mấy phương. Sàn hai phương. Hai cây này cùng là cây thép lớp gì? Lớp dưới. Vậy trong hai cây này cây nào cây chịu lực chính? Cây phi 10A100 hay là cây phi 8A100 hay cây phi 8A200? 8A200 đúng không? Ừ, nhận biết rất là dễ là phương cạnh ngắn chịu lực chịu chính đúng không? Vậy lưu ý là nếu vậy á thì khi mà anh cắt ngang qua như vậy nha. Anh cắt ngang qua như vậy nè. Là anh cắt qua cây là phi 8A100 và anh nhìn thấy là cây gì đây? 8A200 đúng không? Thì phải ra cái dạng này nè. Yên từ bà đây chém gió dữ lắm. Thôi mày vẽ cũng sai hả? Mày vẽ to ra bọn bay nhìn nè. Nhìn thấy hình tròn, thấy hình chấm không? Đây nè. Nó sẽ phải nằm kiểu như vậy nè. Đó. Được chưa? Được chưa? Nhưng mà khi anh cắt đứng như vậy nè. Khi anh cắt đứng như vậy thì anh nhìn thấy cây 8A100 và anh cắt qua cây 8A200 đúng không? Thì nó phải nằm ngược lại. Nó nằm như vậy. Ê, mua luôn cho lẹ. Được chưa? Dặn rồi nhá. Đấy, cỡ nào cũng có thằng vẽ sai. Đấy, cỡ nào phải vẽ sai, chúng ta sau vẽ sai thế là bị la đáng chịu nhau mấy không? Dặn rồi, được chưa? Nhớ cẩn thận nhá. Vậy thì giả sử như trường hợp này nè các em. Trường hợp nhiều khi nhiều ô là ví dụ như ô này nè các em. Đấy nè. Ô F3, F4 nếu anh cắt ngang rồi nè. Là anh đang cắt qua cạnh dài đúng không? Được không? Tới ô F5 anh lại nhảy qua ô cạnh phương cạnh gì? Phương cạnh ngắn đúng không? Thì lúc đó các em phải làm gì? Các em phải nhấn thép đúng không? Nhấn kiểu nhấn thép không? Mặt thằng Bảo đơ ra nhìn mặt nó chán đời. Thế đây nè. Ví dụ anh vẽ một cắt nha. Thế đây xong bạn làm gì? Nhấn như vậy nè. Hiểu này không? Đây những cái cây bên này nè. Cái pha phương cạnh dài nó sẽ nằm như vậy. Nằm như vậy. Đúng không? Đó. Mà qua phương cạnh ngắn sẽ làm sao? Nằm trên như vậy. Xóa vào cái nằm. Hiểu chỗ này không ạ? Đấy. Phải nhấn thép. Vậy thì giai đoạn nhấn này là bao nhiêu? 50. Cái đoạn nhấn nhớ. Cái liên quan góc. Góc nhấn thế nè. Góc nhấn. Để cái vẽ cẩn thận chỗ này. Đây anh vẽ cẩn thận thế giới. Để vẽ máy. Đấy nè. Thường á, ra ngoài có ai nhấn à? Ra ngoài ít ai nhấn bạn. Tại vì khi bạn nhấn thép á, cùng lắm thấy người ta nhấn là chỉ cái ô sàn là ô sàn ban công á, thì thấy có người ta cũng nhấn, mà thấy ít người nhấn. Nếu là em ô xìu xìu ô sàn ban công không? Đây nè, ô trong nhà cũng vậy nè. Sao mà đã ô ban công, ô ban công thì cái thùng cái gì như thế nào? Nó ngắn như vậy, được không? Để nè, ô trong nhà thì đặt nhau đi thép như vậy nè. Được chưa? Mà ra ô ban công á, phương chịu lực chính là phương cạnh gì đây? Phương cạnh ngắn đúng không? Thép vào ràng là đặt như vậy. Đúng không? Thì lúc này mình phải làm gì đây? Nhấn xuống đây đúng không? Được chưa? Đấy. Trường hợp này rất là hay gặp. Nhưng mà thường thường khi em thiết kế, nha, để hạn chế những thằng thi công á, thì nhiều khi nó lười thì sao? Không nhấn đúng không? Thì mình làm gì? Các em chọn cái A các em. Cái A, thường thường A các em lấy bằng A bằng C bảo vệ cộng phi thép chia 2 cho lớp ngoài đúng không? Còn lớp trong em làm gì? Lớp trong em dùng là A bằng C bảo vệ cộng phi 1 cộng phi 2 chia mấy? Chia 2 hay phi 1. Các em tính như vậy không? Thì thường thường anh sẽ lấy cái A lớn của lớp gì? Lớp trong á, anh tính cho cả hai phương luôn. Để nói trừ cái trường hợp thì thằng thường thường cái này là thằng thi công á đó, mà mày nó làm nhiều khi nó làm kỹ thì không sao, mà nó làm ẩu ẩu một tí mà có vấn đề xảy ra thì nó cũng khổ từ từ đó bạn, nên cẩn thận đó. Bởi vì anh vừa nói là cái nghề nó này không phải là 50 đâu, mà cùng cái góc này, cái góc này anh gọi là góc alpha hả? Alpha thì khi bạn được nhấn thép với điều kiện đó là tan alpha của anh nhỏ hơn 1/6 ạ. Tan alpha nhỏ 1/6. Tan thì bằng gì? Tan thì bằng đối chỗ này đúng không? Chia kề, đó chia kề. Và thường kề sẽ làm bề rộng gì?
bề ông dầm đúng không ạ? Luôn bề ông dầm đố chỉ kể bạn vẽ ra là bạn đo được thôi. Đó. Nhớ những vị trí mình phải nhấn thép, xong chưa? Rồi tiếp nha, xóa mấy cái xanh xanh đi, nhiều nó rối. Rồi tiếp, đấy. Đó là thép lớp dưới nha. Thép lớp dưới cẩn thận cho mình hai cái, thứ nhất là nhấn thép và thứ hai là gì? Thứ hai là vị trí khi mà mình cắt mặt cắt nha, vẽ cho chính xác. Rồi bây giờ thép gối nè, thép gối để ý nè, thép gối phương cạnh ngắn của mình nha, để ý. Phương cạnh ngắn của mình á là phi 10A100, là phi 10A100. Thép gối của anh phương cạnh ngắn là phi 10A100. Thép gối anh đổi cái màu khác đi cho nó dễ nhìn, đổi một xanh lá đi, xanh lá nó vẫn nhìn nó hơi khó nhìn đúng không? Đổi xanh dương đi, để ý nè. Đây, tập trung là anh vẽ đại thép gối ra nè. Thép gối lưu ý khi mà hai ô sàn của bạn á, hai ô sàn nè, có nhiều khi là hai ô sàn này, cây này mình kéo băng lên được không? Được không? Thì lúc sau mình cũng phải chỉnh lại cái thép gối lại, được chưa? Hai ô mà dùng chung á, ví dụ như S1 em tính ra thép gối thì là phi 10A150 thôi, nhưng mà OS3 em tính ra thép gối là phi 10A100 thì chỗ này mình như thế nào? Mình kéo lớn kéo qua, kéo đây luôn đúng không? Một vấn đề đặt ra như vậy nè, cây thép gối các bạn hay bị hỏi nhất á, đây, đây là cái phi 10A bao nhiêu? Cái phi phương án của anh là phi 10A100 nè, anh đổi phi 8 thành phi mấy? Anh đổi phi 8 thành phi 10, anh đổi phi 8 thành phi 10, được không? Rồi, vậy vấn đề đặt ra câu hỏi như này là bạn hay bị hỏi như vậy nè, chiều dài cắt thép này là bao nhiêu? Tại sao vấn đề tại sao giải thích chứ lời chữ 4 thì ai vậy được, tại sao ạ? Lời chữ 4 bạn nói đúng đó, nhưng bạn nói đúng cục bộ trong một trường hợp các bạn, đối với một trường hợp thôi nhỉ. Tại sao là lời chữ 4? Tại sao lời chữ 4? Suy nghĩ coi. Bạn còn nhớ bữa trước khi anh dạy các bạn trong cái hình này nè, trong phần tính tải trọng á, đây nè, đây là tại sao là lời chia 4, để ý nè, tại sao chỗ này mình cách lời chia 4 mà không phải là lời chia 6, để ý nè, do cái chỗ này nè, cái phá hoại ở mặt trên của ô xà nha, đấy nó có cái dạng hình gì đây, hình elip đúng không, hình elip, để ý. Vì thế thép gối mình chỉ cần cắt ra một đoạn xong mình dừng là được rồi, được không ạ? À? Cắt qua phần phá hoại này là xong rồi. À, mình không nhất thiết mình phải kéo băng hết thì nó như thế nào, nó phí đúng không? Đấy, thì bạn nói lời chia 4 nó không sai nha, lưu ý bạn nói lời chia 4 nó không sai, đây hình này có đúng lời chia 4 là không sai, được không ạ? Và lưu ý lời chia 4 phải lời gì các bạn, lời cạnh gì, lời ngắn chia cho 4. Tuy nhiên bạn lưu ý nè, lời ngắn chia 4 chỉ đúng cho những trường hợp ô sàn bạn là ô sàn kê 4 cạnh, nhớ nha. Lờ ngắn chia 4 chỉ đúng cho trường hợp bạn ô sàn bạn á là ô sàn kê 4 cạnh, mà liên kết 4 cạnh là liên kết cạnh gì? 4 cạnh ngang. Ví dụ nếu gặp bạn, nếu bạn dễ nhớ thì cứ nhớ như vậy nè. Sơ đồ của bạn là sơ đồ 9 á thì bạn đẩy L1/4. Ok. Không có gì hết nha. Ví dụ như ô số 7 này nè. Bạn đẩy L1/4 là bốc hành liền. Bốc hành là vì sao? Bạn nhìn giùm anh nè. Bây giờ anh sẽ xong moment lại cho các bạn coi nè. Đây. Lưu ý này, bây giờ anh sẽ dò moment này. Đấy. Đúng nhất á thì người ta bạn trả lời như vậy nào. Thầy hỏi em á là chiều dài cắt thép là bao nhiêu đúng không? Em nói chiều dài cắt thép em dựa trên biểu đồ moment của em. Được không? Đấy. Dựa trên biểu đồ moment của em. Đấy. Thì nếu bạn nào dùng xếp thì biểu đồ moment có sẵn không? Có sẵn biểu đồ moment đúng không? Bạn cắt thép cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản. Nhưng nếu bạn nào không dùng phần mềm xếp thì sao? Bạn dùng tính tay đúng không? Được chưa? Đấy thì anh chỉ bạn cắt thép chỗ này nè. Đây ví dụ phương cạnh dài nha, bạn nhìn này. Chỗ này anh dò này,
có phải là thép gỗ ra mình cắt từ cái chỗ này, thép gỗ chỗ này nè, mình dò phương dài đi, đây. Mình vẽ cái thép phương cạnh dài nha, được không? Thường thường á, từ vị trí á, đầu thép này cho tới đầu thép bên trái này là vị trí bắt đầu mình kết thúc moment âm, mình chuyển thành moment gì, dương, đúng không? Để con dò này, dọc đọc một số không ta, chứ ở giữa này khoảng bao nhiêu đây, khoảng âm 19 đúng không? Bạn nhìn cái tọa độ á, bạn nhìn cho anh tọa độ x nó khoảng bao nhiêu, bên dưới dưới này là khoảng bao nhiêu, khoảng 8m2 đúng không? 8m2, tại vì cái trục của mình là 8m2 mà. Bạn dò ra nè, anh trở lại bên trái nè, anh dò ra nè, khi là tới hết moment âm thì anh làm gì? Anh dừng đúng không? 08 là 05 nè, rồi anh dò kia bằng không thì mới coi luôn nè. Ơi mà không có hai đi sao mà dò mà không được, thì tay con chuột nó nhạy lắm, không chuột mà nó hơi nhạy. Rồi đọc số gì anh, ở dưới là 6.56, các em lấy 8m2 nè, các em lấy tám bằng 8m2 nè, trừ 6.56 ra bao nhiêu các em? 1.64 đúng không? 1.64 mà ô này L1 là bao nhiêu đây? Nếu mà mình tính đơn giản đi, tính là thực tế không, L1 là không đúng, tại vì L1 phải xét từ mép đến mép, chứ mà 6m3 đâu phải là bao nhiêu. Ở 6m chỗ này 3 6m đúng không? 6m. Mình lấy 6m này. Mấy bạn chia cho 4 đi. Đó, đủ chưa? Đủ. Nó bị hụt chút xíu. Nó bị hụt chút xíu. Hiểu chưa? Đấy. Ơ mấy ông còn mới một hiểu kìa. À chắc đó là không sao đâu. Dần dần bằng được rồi. Sai số không phải đâu các bạn. Anh nói rồi, các bạn làm cái kiểu này nè, cắt thép L1 chia 4 bạn không sai, nhưng mà chỉ đúng cho trường hợp 4 cạnh ngàm thôi. Bây giờ anh sẽ dò, anh kiếm ô 4 cạnh ngàm, anh dò cho bạn đi là bạn biết mà. Ở đây có ô nào 4 ngàm ta? Ở đây nè, ô này nè, đúng không? Ô này 4 ngàm nè, đừng có dò bên này, tại vì hai bên này nó thường cân bằng nhau. Đấy, các em dò bên này nè, các em dò bên này nè, đây bên này là ô này bao nhiêu nhỉ? Ô này là 78 và 6 63 đúng không? Em nhìn cái đoạn này nè, nó dốc hơn đoạn này không? Thấy không? Chỗ này là bao nhiêu đây? Là 15 16 mét đi. 16 nha. Trở lại đây các em khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng chừng từ 14.9 đi. Rồi 14.9. Được, 14.9 là các em thấy hết moment gì các em? Hết âm thành moment gì? Dương đúng không? Đấy. Ô này thì L1 của nó cũng là bao nhiêu? Ô này nè, ô là L1 cũng là bao nhiêu? 6m đúng không? 6m, mét mà em. Được không? Mấy em lấy 6m chia cho 4 thì là gì các em? Lại 1 6m chia cho 4 là 1m rưỡi chứ. Đúng không? Dư chưa? Được. Thử cái này không? Thì em lấy hai ô này nè. Hai ô này cùng L1 với nhau đúng không? Nhưng mà có một ô em cách L1 ngắn thì là một ngắn chia 4 thì đúng. Nhưng mà ô này các em có lấy ngắn 4 thì sao? Thiếu. Thấy chưa? Nó khó là khó chỗ đó đó. Vấn đề là khi nữa là bạn như vậy nè. Thường thường có nhiều thằng ăn dai, nó đẩy tần toàn bộ nhà nó ô gì, ô số 9 cái đời hồi nó cắt gì là 1.4. Nhưng mà các bạn để ra ngoài ấy, rất là hay gặp trường hợp đó là thép sàn mà bị thiếu, thép mũ là bị thiếu, nó nứt ngay vị trí gối này, nó nứt ngay vị trí gối. Nhiều bạn chưa, anh kể bạn là khi cái thép này anh đi mà anh đạp vô, gặp mấy thằng mập như anh nó đi vô đạp vô thì nó xuống, nó xuống, luôn xuống không, được không? Có nhiều thằng nó lên nặng cả một tạ, được không? Đấy, lún xuống. Mà khi lún xuống thì cái hát không nó giảm xuống không, khách không có giảm xuống, mà mấy ông cắt thép còn thiếu nữa, được không? Nhiều khi mấy ông ăn gian thép nữa, được không? Hỏi sao cái sàn đó bạn nó không nứt, thử chưa? Thì anh cho bạn cắt cái thép nhanh này để này, thế nó đúng nè. Nếu ô sàn bạn là ô là số 9, bạn cứ cắt cho mình là lần ảnh chia thì 4. Nếu sơ đồ bạn không phải sơ đồ số 9 thì bạn cắt như vậy nè. Theo kinh nghiệm bạn phải cắt là phương nào cắt theo phương đó. Nghĩa là nếu mà ô này nè, ô đồ số mấy nhỉ? Ô S3 của anh là sơ đồ số 7 đúng không? Thì phương dài các em cách sẽ là cách là L dài chia 4, được không? Đấy, L dài chia 4. Nếu mà L dài là bao nhiêu nhỉ? L dài là 7 mét mấy nhỉ? 7 mét 9 đúng không? 7-8 là 7-9. Tin tưởng mấy này đeo lại cho anh 7-9 đúng không? Anh thử lấy 7 mét 9 anh chia 4 nha. Đó, nó dư hơn là xíu không?
để ý nha. Mà đúng đúng nhất á là bạn phải tính theo gì, theo biểu đồ mô moment rồi. Thì đối với các bạn là thà cắt thép á, thà dư xíu chứ đừng cắt gì, đừng thiếu nha, đừng cắt thiếu để ý. Rồi tiếp được không? Vậy phương cạnh dài chỗ này là phi 10 a bao nhiêu đây? Phương cạnh dài là mình tính ra là phi 10 a 200 đúng không? Phi 10 a 200. Phi 10 a 200. Thì nhớ cắt thép nha. Nếu mà ô này OS 7 á, xin lỗi OCR số 7 thì phương nào cắt phương? Phương đó. Rồi để ý là bọn bay hay sai chỗ này nè. Để anh có cái này lên để anh chỉ cho sửa nè. Đây 10 a 200. Được không? Thường á ô này mặc dù giờ ô bên sơ đồ tính mấy anh em á, các bạn làm gì, mấy bạn làm á là sơ đồ số 7 ba ngàn một gì một khớp đúng không, ba ngàn một khớp mà bọn bay cứ đẩy như chỗ này nè, bọn bay đẩy phi 10 a 200 thì khác nào sơ đồ số 9 mấy ông đúng không, tại vì ở ngoài này nó có moment không, ngoài nó không có moment đẩy gì tới phi 10 a 200 để cấu tạo. Rồi cấu tạo bao nhiêu tào lao đã dặn là cấu tạo là theo cái gì, đã dặn là khác theo hàm lượng khác, được chưa? Đấy vậy thì lưu ý này, có hai loại thép này để ý này, cái thép trong này người ta gọi là thép chịu lực nè, đó cái chịu lực này, còn thép ngoài này người ta gọi là thép cấu tạo để ý. Có này bạn lấy tính nhanh như vậy nè, cái từ nào nếu mà bạn tính cấu tạo nó bạn tính 0,1% cũng được, ra 0,1% được. Nếu không phải 1% thì chỗ này có là cần làm tới phi 10 không? Bạn cần làm phi mấy thôi? Cần làm phi 8 được không? Đấy. Và lúc nếu mà thép cấu tạo thì bạn không cần bố trí tới phi 8 A200, nó có thể phi 8 A200 em được cũng được. Hiểu rồi không? Đó là em được cũng được. Được chưa? 0,1% diện tích thép. Dạ, không có 0,1% 0,1% diện tích B bê tông. Dạ, đấy. Làm được. Đã dặn rồi trả lời cấu tạo theo cái gì? Theo hàm lượng thép, không có trả lời phi 6 A200, phi 8 A200. Sao em? Là chỗ này là cấu tạo luôn hả? Không để thép cấu tạo. Thường phải có em. Tại vì nó có moment không? Nó rất nhỏ em, thực tế nó có moment nhưng mà rất nhỏ. Em vẫn phải đặt thép cấu tạo. Em có thể là em là không đặt thì cũng được, nhưng mà không đặt thì có thể khả năng chỗ này sẽ bị nước mặt trên của bê tông á. Thép gối là phi 8 được. Như là thép gối á, về lý thuyết á thì em làm phi 8 vẫn được. Rồi với nhà cao tầng á thì em đừng làm phi 8, em nên là phi 10 đổ lên. Nếu là phi 8 em có thể làm ở sàn mái á, cái sàn mái em có thể làm phi 8 cũng được. Sàn mái. Xeno á em làm phi 8 cũng được sao? Rồi để ý nè, tiếp nè. Ban nãy cái đoạn này ra nè. Như anh nói là này là phương nào cách phương đó đúng không? Phương nào cách phương đó mà nếu mà phương dài chỗ này ra bao nhiêu nhỉ? Phương dài đó mình đo ra khoảng bao nhiêu đó? 1975 đúng không? Các bạn lưu ý bạn không cắt số lẻ nha. Giả sử 1975 thì bạn làm tròn là bao nhiêu? 2000 hoặc là 1950 cũng được, nó chứ sắp xỉ là được rồi, được chưa? Chứ đừng để 1975. Qua có thằng lên sửa ra để nó để là 1633 đó. Không để gọi sao mà người ta rồi số nó còn thống kê nữa. Cái mình sửa xong nó kêu bây giờ về em làm lại thống kê mệt, bạn làm sai đầu là phải sửa thôi. Rồi anh hỏi bạn nè, cái thằng này mình có cắt là 2000 luôn không, có cắt là 2000 luôn không? Tại vì chỗ này bạn thấy là một biểu đồ moment nào ngoài này gần như moment bằng gì các em, bằng không đúng không? Cái cây mà cây phi 8 mà 2,5 chỉ là cây thép gì cấu tạo đúng không? Vậy thì bạn đừng cắt nó 2m nó dư quá, từ chỉ 4 lời chia 4 này còn dư nữa em xíu à. Cái này thường thường em ghi vô chỗ này cắt khoảng lời chia 6 đến lời chia 8 đủ rồi, lời chia 6 lời chia 8 đủ rồi. Đây để anh ghi vô để về nhà coi nè. Nếu mà bạn nào làm đồ án bê tông 1 rồi bạn sẽ nhớ đó. Nhưng mà thực tế đồ án một bay là giờ bạn bay copy số không làm không có làm, nhưng mà vấn đề là có nhiều cái này nếu bạn nhớ này, nếu mà lần thứ 6 lần thứ 8 nó sẽ nằm ở vị trí biên á, biên bạn giải cái bài toán bê tông một thì thường bạn sẽ xài liên tục đúng không, xài liên tục cái chỗ này nè cái ngoài rồi nè được không, cái chỗ này sẽ bị đồ mạnh luôn, cái này nó bằng mấy đây, ngoài này nó sẽ bằng không đúng không, 6 lần 8
Thực tế là đúng á, là các bạn học 30 đề. Trường hợp này 30 đề, có một trường hợp nó thiếu các bạn. Có một trường hợp nó thiếu. À, vậy các bạn mở cho anh thi chuẩn 554/2018 đó các bạn. À, 2012 trước đi. Rồi để nè, 30D, 40D, 50D không quan trọng, quan trọng là công thức thật đứng lại. À, đứng chưa dài đeo nè. Dài đeo để nè. Công thức là LAN bằng Omega nhân RS chia RB cộng Delta Lambda AN tất cả nhân cho nên đấy đấy mà chỗ này phải lớn bằng lambda an nhân d. Quan trọng nhất ở chỗ này là bạn tính những cái cụm mà trước chữ d rồi 30 40 d hoặc là cái cụm trước chữ d rồi. Rồi bạn muốn tính được chiều dài neo á thì bạn phải tìm được những cái thông số như là omega rs và rb delta lambda. Những con số này mình sẽ tra bảng ra. Đây nó có hai trường hợp là trường hợp đoạn neo và trường hợp đoạn gì đây, trường hợp đoạn nối đúng không, đoạn neo và đoạn nối. Để ý nè, rồi trường hợp thứ nhất là đoạn neo có hai trường hợp. Đầu tiên á, ở để dưới này nó khác nhau như vậy này. Ở trên á là bạn neo trong bê tông gì đấy, bê tông chịu kéo. Trường hợp thứ hai bạn neo trong một bê tông gì đấy, bê tông chịu nén nha. Vậy với bạn khi bạn vẽ thép sàn á, thép sàn như vậy này. À, gối này thực tế nó có moment không? Nó vẫn có moment đúng không ạ? Rồi moment nó khá nhỏ. Với cái cây hết của các bạn á. Cái hết lớp trên của bạn này sẽ là neo trong vùng chiều chiều bê tông. Neo vùng chiều kéo của bê tông. Còn cái hết lớp dưới là neo trong vùng chiều chiều bê tông. Chiều nén của bê tông. Bây giờ bây giờ mình tính cái lớp trên nhé này. Neo trong vùng chiều kéo của bê tông này. Thì mình có hai trường hợp là thép hình đó gì thép gì đây? Thép G, thép tròn, tròn trơn đúng không? Thép có G, thép tròn trơn. Đầu tiên là thép tròn trơn này. Omega bằng bao nhiêu đây? Omega bằng 1,2 này. Cái bảng này là bảng 36 nha. 5 năm 12. Thế sẽ chỉ là tính 5 năm 12 18 sau nha. Delta bằng 10, 11 này. RS là bạn biết không? Tròn trơn thì RS bằng bao nhiêu? RS bằng 225, RB bằng 10, 17, nếu mình dùng bê tông là bê tông B, B là 10, được không? Lambda bằng bao nhiêu này? Lambda là bao nhiêu đây đây? Lambda bằng 20D đúng không? 20D. Các bạn tính cho cái bế bên này là bao nhiêu không ạ? Đừng không cần bấm như D nhá, bấm cái bế bên này thôi. Bấm bế bên này, là bao nhiêu D? Cho tiền sửa đúng không? Người anh giao việc là làm cho anh đi, anh cho tiền sửa. Đi phụ hồ thì 5 ngày đủ thay màn hình rồi. Phụ hồ chừng khoảng 330 ngày. Ừ, hơn hơn cái xưa mới ra trường các bạn, thiệt mà. Nhưng mà thường thường bây giờ nó có đội của nó rồi, mấy ông chen chân vô chứ chắc gì đã được mấy ông ơi. Nó có đội nó là nó quen rồi hiểu không? Mấy ông chen chân vô mấy ông làm sai nó còn chửi mấy ông nữa. Làm sai bạn thì chắc không được 300 đâu, chắc được khoảng 28 thôi. Làm chừng 10 ngày là đủ cái màn hình rồi. Tiếp. Làm đủ 10 ngày hay có tiền nghỉ luôn, bỏ nghỉ cái sư luôn. Tiếp, mà bao nhiêu mấy ông nội? 26 rồi mấy. 18 D đúng không? Đấy. Đó là lý do thường các bạn nói các bạn chọn bao nhiêu D? 30
3B mà lấy tròn làm tròn lên á thì thực tế là 26,8 dư chưa? Dư rồi đúng không? Nhưng mà lưu ý chỗ này nè. Bây giờ nếu mà trường hợp này nè, bài mình nè, áp lên bài mình nè. Bài nãy mà nó thấy nó có một trường hợp nó sẽ sai đúng không? Ví dụ bây giờ anh lấy phi 8 đi. Phi 8 neo 30D của phi 8 là bao nhiêu đây? 324. Bạn lưu ý một điều này, anh hành ngay đây nè. Nó có một cái chiều dài tối thiểu đó kìa. Không? Nghĩa là neo cốt thép trong vùng chịu kéo á, tối thiểu là 250. Nghĩa là lấy hai chỗ này nè, bạn thấy bạn nhớ như vậy nè. Neo cốt thép trong vùng chịu kéo á thì lớn hơn hoặc bằng 30D và lớn hơn hoặc bằng 250. Vì thế nếu bạn dùng hết sàn là phi 8 á, 30D mới là bao nhiêu? 24 đã đủ quá, đã đủ chưa? Đã chưa đủ đúng không? Thì chỗ đó là phải làm neo là 250 mới đủ. Tương tự chỗ này dưới đây cũng vậy nè. Bạn tí bạn tự tự tính tính nhân cái chỗ này rồi. Nếu ở đây trong vùng nén đi. Nén thì sẽ là LAN qua sẽ là bằng gì? Omega là bằng 0,8 nè cộng nhân chứ. Nhân cho 225 chia cho 10 17 cộng delta là bao nhiêu? Delta là bằng 8. Delta bằng 8. Như đề bấm máy nhân chỗ này bằng bao nhiêu? Nhân cho anh cùng này bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 18 hả? 15. D. Được không? Đó là lý do để này. Thường thường chiều dài neo với vùng chịu nén bạn chọn nó bao nhiêu đây? Là 20D đúng không? Với các em thấy có nhiều anh em kêu là 15D thiếu không? 15D thiếu, 20D mới đủ. Đúng không ạ? Và 20D các em để nè, lớp dưới các em dùng phi mấy? Các em dùng phi mấy? Phi 8 luôn đúng không? Phi 8. 20D phi 8 là bao nhiêu? 160. Mà các em phải nhớ tối thiểu là 200. Tôi nhớ ở lớp dưới các em có thể neo dùng chịu nén á, là các em neo 20D. 20D và lớn nó hoặc bằng 200. Dạ, những con số tối thiểu. Đúng rồi, cấp độ bằng bê tông nữa. Đúng rồi, các bạn, khi bê tông của em á, một chút này RB em càng giảm á, RB của em giảm thì cái thường thường cái này là sao? Phải tăng lên đúng không? Tăng lên mình nhiều khi mình leo 30 chứ chất đủ nữa. Được chưa? Rồi tiếp nha. Thực tế chỗ này nè, trong đó là chiều dài neo cơ sở. Tính toán chiều dài neo cơ sở. Đấy. Người ta nghĩ là L0AN bằng RS nhân cho AS chia R-bond nhân cho US. RS nhân AS thì bạn biết không? Là cường độ cốt thép và diện tích của cốt thép. US là chu vi của gì? Chu vi cốt thép thì mấy bang này biết không? Ở đây duy nhất thằng R-bond này nó hơi khó nè. Thằng R-bond này hơi người ta gọi là cường độ bám dính. Cường độ bám dính. Thì cường độ bám dính R bond á thì sẽ bằng là ni 1 nhân ni 2 nhân RB nhân RBT. Ni 1 nhân ni 2 nhân RBT. Đấy, đầu tiên ni 1 á là phụ thuộc vào bề mặt thép. Thép bạn là thép tròn trơn hay thép gì? Thép có gần. Nếu mà thép tròn trơn á thì ni 1 là như thế nào? Lớn. Mà thép có gần thì đây nè. Thép tròn trơn mà phải neo như thế nào nhỉ? Chỗ này á, nếu mà tròn trơn á do R bond của mình á là nằm ở mẫu số đúng không? Là mẫu số. Và thép tròn trơn mình phải neo nhiều hơn thép có gần không? Đúng không? Nên nếu là thép tròn trơn á thì cái cường độ bám dính nó sẽ nhỏ nên ni 1 nó sẽ nhỏ. Được không? Thép có gần á cường độ bám dính lớn á nên ni 1 nó sẽ sao? Nó lớn hơn, được không? Công thức của 2018 thì nó sẽ dễ dàng hơn, dùng dễ hơn 2012. Rồi để nè. Cáp thì không nói làm gì, bạn không dùng sàn cáp. Ni 2 là hệ số này, kể đến ảnh hưởng của đường kính thép. Ảnh hưởng thép. Nếu chỗ này nè, nếu đường kính của bạn nhỏ hơn 32 á thì lấy bằng 1. Đường kính bạn lớn hơn 32 thì lấy bằng 0,09. Bạn thấy chỗ này nè, bạn để ý nè. Ni 2 á cái R bond này,
Carbon là cường độ bám dính của cốt thép trên bê tông. Bạn thấy rằng như vậy nè, liên quan đến là cái hàm là nó tỷ lệ thuận với cái ni 2 của bạn đúng không? Cái này nói chuyện hoài à. Ni 2 á là hệ số nè, kể là đường kính cốt thép à. Bạn thấy bạn chọn đường kính càng lớn á thì ni 2 nó càng gì đây? Càng nhỏ. Đường kính càng nhỏ ni 2 càng lớn. Nghĩa là nếu bạn đường kính càng nhỏ thì cái cường độ bám dính của cốt thép trên bê tông các bạn càng lớn. Đó là lý do bạn nên chọn là số cây nhiều và đường kính nhỏ, chứ bạn không chọn số cây nhỏ và đường kính lớn là vậy. Hiểu chưa? Đấy. Bây giờ nó đi ở trên cái đường cường độ bám dính của cốt thép trên bê tông, à, cốt thép trên bê tông. Đấy. Rồi tiếp. Khi mà tính được cái carbon này ra, bạn ráp vô thì bạn tìm được cái L0AN này, L0AN. Rồi. Khi có L0AN thì bạn tính cái chiều dài neo ở đây. Chiều dài neo tính toán, nha, chiều dài tính toán. Đây, chiều dài tính toán á thì lưu ý này. Chiều dài tính toán á LAN bằng alpha 1 nhân L0 là không tính ở trên nhá. Chia cho ASCL chia ASL. Thường thường cái này nè. Cái tỷ số mà ASCL chia ASEF á, cái chỗ này là tỷ số giữa tiết diện ngang cốt thép theo tính toán và tiết diện ngang cốt thép theo thực tế. Nghĩa là bây giờ giả sử bạn dùng phi 16 đi, thì AS bằng như là pi nhân 16 bình phương chia mấy? Chia 4. Nhưng mà thực tế chưa chắc cái cây 16 ở đằng ngoài á nó đúng là đường kính 16, mà có thể nó là 15.9 thì sao? Đó, hoặc là 15.8 mấy thì sao? Hiểu chưa? Thì lúc đó bạn thấy cái tỷ lệ số này, cái A thực tế nó nhỏ hơn cái A tính toán đâu, được không? Dẫn đến cái tỷ số này nó phải lớn mấy? Nó phải lớn hơn, lớn 1, được không? Lớn 1. Hoặc là như vậy nè, ví dụ anh tính toán á, là anh dùng phi 16, được không? Em buồn em đẩy phi bao nhiêu? Em ráp vô phi 14 em tính, được không? Em ráp vô phi 14 em thi công, thì lúc đó anh phải kiểm tra lại không? Anh phải kiểm tra lại trừ gãy neo xem đủ không? Được chưa? Để. Rồi, L0AN tính ở trên rồi. Lưu ý cái alpha 1 này nè. Alpha 1 để. Alpha 1 đó là tùy vào cái gì đây? Cái này mình vạch hơi nhiều quá, mình xóa bớt cho bạn đỡ rối. Alpha 1 tùy thuộc vào cái cấu tạo vùng neo các bạn. Vùng neo. Để nè. Nếu bạn neo là neo để đầu neo để thẳng nha. Neo cốt thép gân á để thẳng nè. Hoặc cốt thép trơn mà móc gì đây? Móc chữ gì đây? Chữ U là móc tròn của bạn đó. Tròn nha. Đấy. Đó. Thì lấy alpha bằng mấy đây? Alpha bằng 1 nha. Đấy. Lưu ý bằng 1 với thanh cốt thép gì thôi? Chỉ kéo, nhưng mà thanh chịu nén lấy bằng 0.75 nha, 0.75. Đấy. Lưu ý vào đó. Cẩn thận mấy chỗ này nha. Được chưa? Có thằng 12 cái 18 cái chỗ này hay mà anh về anh coi nó nằm ở đâu. Mình giới thiệu cho các bạn. Chỗ này nè. Thường đi tính toán đi bố trí rồi đi neo và đi đổ thép nè. Tiếp theo bây giờ nè, sau khi bố trí thép sàn xong nha, bây giờ mình sẽ chỉ bằng hai bài toán. Bài toán thứ nhất á, là đi kiểm tra khả năng chịu cắt của sàn nha. Đấy. Rồi tiếp vào vô kiểm tra khả năng cái bài toán này thường thường nó luôn luôn hỏa bạn, nhưng mà bạn hay thiếu kiểm tra khả năng cắt của sàn. Với điều kiện chịu cắt nè, lưu ý nè. Thiếu rồi. Điều kiện chịu cắt là phi mắc nha. Phi mắc sẽ nhỏ hơn, lưu ý nè. Nhỏ hơn 0.6 nhân RVT nhân B nhân H0. Đây là công thức theo tiêu chuẩn 5/5/14/2012. Còn nếu bạn nào làm công thức theo tiêu chuẩn 5/5/14/2018 thì sẽ là 0.5 RBT nhân B nhân H0. Đây là công thức ở dưới là công thức theo tiêu chuẩn 2018. Nó khác cái này chút xíu.
Rồi. Ở đây RBT bạn biết rồi đúng không? RBT, BH rồi đều biết rồi đúng không ạ? À? Mấy cái này thì khá là dễ, đâu khá là dễ. Ở đây Qmax thì hơi khó nè, Qmax này. Nếu mà bạn tính toán sàn bằng phương pháp bạn dùng phương pháp phần tử hữu hạn bằng phần mềm xếp á, thì bạn thể xuất trực tiếp cái Qmax bằng cách á, đó là bạn xuất ở trong biểu đồ là biểu đồ gì đây? Bạn xuất là shear fork ra. Và bạn lấy cho mình một cái vị trí nào đó có lực cắt như thế nào? Lực cắt lớn nhất. À, bạn lấy cho mình một vị trí nào đó có lực cắt lớn nhất là kiểm tra là được rồi. Trung bình lực cắt trong sàn nó cũng không lớn đâu. Nó chỉ khoảng mười mấy kN thôi. Chỗ này là lớn nhất là khoảng bao nhiêu nhỉ? 18 nè. Chỗ này bên này là khoảng 19. Trung bình ở bên này khoảng bao nhiêu đây? Khoảng là 20. Được, khoảng 20. Lực cắt trong sàn lớn nhất á, Qmax của anh là trong phần mềm xếp á là bằng 20 kN. Với có Qmax rồi nè, Rồi BT biết chưa? Rồi BS rồi biết rồi đúng không? Kiểm tra được không? Cái vấn đề đặt ra ở đây này, khi bạn nào có một số bạn dùng phương pháp là phương pháp tra ô bản đơn á, các bạn dùng phương pháp tra ô bản đơn này, vậy khi bạn dùng phương pháp tra ô bản đơn á thì bạn tính lực cắt như thế nào? Bạn tính phương pháp tra ô bản đơn tính lực cắt như thế nào? Tại vì bạn chỉ có bản tra của gì? Bạn chỉ bản tra của moment đúng không? Bạn đối bản tra của lực cắt đâu? Đúng không? Bạn đối bản tra lực cắt. Vậy nếu bạn dùng phương pháp tra ô bản đơn bạn tính lực cắt như thế nào? Tính như thế nào? Nếu trường hợp sơ đồ số 9 thì vậy. Nhưng mà ví dụ bạn đọc sơ đồ này, những bài mình đã đọc sơ đồ này, sơ đồ gì đây? Một khớp mà gì đây? 3000 này, sơ đồ khó này. Sơ đồ khó. Được chưa? Sơ đồ số 9 như vậy thì dễ này. Sơ đồ như là sơ đồ 4 đặt gì đây? 4 đặt ngàm đúng không? Sơ đồ này dễ này. Sơ đồ số 9, sơ đồ số 7. Vậy bây giờ này anh hỏi mà nếu mà sơ đồ số 9 anh cho bạn tải trong phân bố là quy luôn, cạnh dài là 2, cạnh ngắn là L1, các bạn tìm được lực cắt trong ô này không? Tìm được không? Tìm sao? Bữa trước cho bạn ghi công thức ở đó, bạn còn nhớ anh chỉ mà là truyền tải từ sàn hai phương về từng phương không? Đấy à, Q1 nếu mà ghi công thức ra sẽ nhớ Q1 bằng gì? L2 mũ 4 chia gì? L1 mũ 4 cộng L2 mũ 4 bao nhiêu gì? Nhớ quy còn nhớ công thức này không? Bữa trước cho ghi rồi. Công thức truyền tải. Còn đây không ghi ở đây không nhớ đã nói rồi. Đừng có nghĩ là bạn bay nhớ trong đầu được. Rồi. Rồi từ đây suy ra Qmax của bạn này sẽ là bằng Q1 L1 chia cho 2. Anh đang giải cái bài toán sơ đồ số 9 nha. Lưu ý sơ đồ số 9 thì đúng, nhưng mà chưa chắc sơ đồ số 7 đúng đâu. Sơ đồ số 7 nó phức tạp hơn đó. Sơ đồ số 7 phải tính bằng phương pháp gần đúng á. Rồi bây giờ tiếp nè. Bây giờ sơ đồ mình là sơ đồ số 7. Lưu ý, nếu bạn là sơ đồ số 7 bạn không tính vào cái này được đâu nha. Đấy, sơ đồ bạn là kiểu như là 3000 một khớp hay là 2 khớp 2000 á, bạn không truyền tải như vậy được đâu. Cái truyền tải là chỉ đúng cho trường hợp là gì? Sơ đồ là sơ đồ 4 cạnh ngàm hoặc là 4 cạnh khớp thì đúng. 4 ngàm 4 khớp thì đúng. Trường hợp này là sai. Đâu trường hợp này bạn nhìn công thức này là sai. Vậy trường hợp trên đó là dùng công thức nào đúng? Trường hợp trên nếu mà bạn giải bằng phương pháp giải thích thông thường, bài toán cực kỳ phức tạp, bạn giải chừng 3-4 tờ A4 chưa chắc xong. Thì đây á, lưu ý ở đây anh sẽ chỉ bằng cách tính gần đúng nha. Lưu ý à, với trường hợp này nè, anh sẽ chỉ bằng cách tính gần đúng nha. Đấy, còn nếu mà một cách tính chính xác á, có hai cách. Cách thứ nhất là dùng phần mềm gì? Phần mềm shape đúng không? Đấy, nhưng mà lúc đó mình sẽ không mô hình là bên này là dầm, mà em sẽ mô hình là gì? Ba cạnh gì em? Ba cạnh ngang, một cạnh gì? Khớp, được không? Đó. Đây nè, anh để anh mở khóa xếp ra anh chỉ cái này nè. Như anh vừa nói, nếu mà muốn tính đúng á thì mình sẽ dùng phần mềm xếp đúng không? Thay vì cái mô hình ô sàn á. Ô sàn như vậy nè.
được không? Thay vì chỗ này các em vẽ hệ dầm hệ cột vô đúng không, thì các em mô hình sàn như vậy thôi. Sau đó các em làm gì? Gắn liên kết cho nó được không? Gắn liên kết chỉ này, chọn sàn nè, edit nè, edit area nè, divide area. Ví dụ anh divide nó ra, anh divide nó thành 88 đi, tại tùy kích thước ô sàn mình nữa. Anh thấy nó chia nhỏ ra không? Cái này nè, ba cái này liên kết gì đây? Ngào đúng không? Ở size support và chọn là gì đây? Body, body chain, gắn liên kết gì đây? Ngào được không? Liên kết ở ngoài liên kết gì? Khớp đúng không? Chọn ba này, ở size support, body chain, gắn gì đây? Cuối cố, được chưa? Đây nè, 3D cho mấy bạn coi nè. Được không? Sau đó bạn chích tải ô này được không? Chích lại ô này, được không? Chích tải ô này thì các bạn sẽ tìm được lực cắt không? Đó, chích tải lực cắt. Hiểu chỗ này không? Đó, những bạn nào bạn dính vô trường hợp bạn tính ô bản đơn á, được không? Ô bản đơn mà bạn làm dính sơ đồ số 7 hoặc là sơ đồ số 6 thì bạn mô hình cho anh một ô sàn duy nhất nha. Lưu ý, một ô sàn duy nhất bạn mô hình được không? Ờ, một cái bàn mặt bằng thì bạn nó khó, nhưng một ô sàn duy nhất thì quá dễ rồi. Được. Một ô sàn duy nhất như vậy. Sao bạn chích tải vô đây được không? Chích tải vô và bạn vẽ dài, bạn tìm bạn được cắt lên hết cho nó ok. Rồi. Sao? Đấy. À. Sai không? Gì? Đúng. Được, chưa xong nữa. Cách thứ hai là cách tính gần đúng nè. Đúng, cách tính gần đúng. Gần đúng từng sao? Nó gọi là gần đúng thì nó phải thiên về an toàn đúng không? Các bạn hãy tính một công thức này nè. Cái gì vậy? Quy mắc nè. Thay vì các em chuyển được theo từng phương đúng không? Thì nguyên một phương các em tính là bằng tổng gì? Tổng quy luôn. Được không? Tổng quy luôn. Đấy. Mà phương chịu lực chính là phương cạnh ngắn hay phương cạnh dài? Ngắn đúng không? Các em tính là quy 1. Quy nhân là 1 chia cho 2. Được không? Thay vì các em chuyển về từng phương nhá. Được không? Thì các em sẽ tính trực tiếp là phương cạnh ngắn luôn. Quy nhân là 1 chia 2. Các em tính gần đúng. Với ô dạng này. Mà thường thường với sàn á thì thường thường điều kiện này như thế nào? Thường thường điều kiện này luôn 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 thả, thường điều kiện này luôn thả. Vì thế ở đây có câu hỏi nè, câu hỏi này là trong sàn của bạn á, tại sao không bố trí cốt đai? Trong sàn này không cốt đai, tại vì trong sàn á cái vế bên phải này, vế bên phải là cường độ chịu cắt của bê, cường độ chịu cắt của bê bê tông đúng không? Trong sàn không bố trí cốt đai thì sao? Vì bê tông bạn đủ khả năng chịu cắt rồi đúng không? Đủ khả năng cắt, không thể bố trí cốt đai. Đâu, không bố trí cốt đai, lưu ý nha. Rồi, nhưng mà có một loại sàn mà phải bố trí cốt đai, đó là bạn làm sàn nấm á. Không phải sàn nhũ lực đâu, sàn nấm. Sàn nấm là có thể bạn phải bố trí cốt đai nhá. Không phải là cốt đai ở tất cả mọi chỗ, nhưng mà cốt đai tại vị trí cái mũ cột của bạn. Cái mũ cột của bạn, được chưa? Để mũ cột của bạn. Rồi, đấy. Đây là kiểm tra khả năng chịu cắt của sàn. Bạn về bạn thử tính đi, anh bảo đảm bạn điều kiện này luôn 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 thỏa. Rồi, đấy. Qua bài toán thứ hai này. Mấy bài toán này phải kiểm tra đầy đủ nhá bạn. Thường bạn hay thiếu đó. Bài toán thứ hai là đi kiểm tra chọc thủng. Kiểm tra chọc thủng tại vị trí, đối nè, tại vị trí tường xây trên sàn. Kiểm tra chọc thủng tại vị trí tường xây trên sàn. Mấy cái bài toán này nó hơi lạ lạ, em mà nó chụp cắt thì nó còn quen, mà nó chụp thủng nó hơi lạ. Rồi, lưu ý nè. Bây giờ á, bạn để ý. Thường thường trong chung cư á, là đa số là tường của bạn là không xây trên, không xây trên dầm, mà đa số tường bạn xây ở đâu? Trên sàn đúng không? Đấy. Quay tại vị trí tường xây á thì bạn có một cái lực phân bố đều tác dụng lên sàn của bạn không?
ở trên sàn. Đấy. Vì thế mà phải kiểm tra và kiểm tra chọc thủng nha, chọc thủng tường xây trên sàn. Rồi, bây giờ kiểm tra chọc thủng tường xây trên sàn á, bạn mở điều 5/5/2012 cho anh. Bạn mở danh mục 6234 thì phải. 6234 hay 265 gì đó, nói chung chương 6 đó để mình mở trước cho. Sáu hai năm bốn bạn, 6254 và 6234 bạn. Thép phải của anh Hồng Quốc Trang em, à, trang 93. Tính toán nét thủng. Theo mục 6254 nó yêu cầu là kiểm tra là ép nén thủng nhá, ép nén thủng nhỏ hơn hoặc bằng alpha nhân RVT nhân UM nhân cho H0 nhá. Alpha nhân RVT UM là H0. Cái công thức này nó tựa như bạn học nền móng á, kiểm tra chọc thủng của cột, chọc thủng đài á. Học có nhớ đâu, học môn nền móng, học móng cọc chưa? À, cột chọc thủng đài đó y chang như trường hợp này. Rồi đấy này, rồi trước khi bạn tính được ép nén thủng và cái vế bên phải á, thì bạn phải xác định ra được cái tháp xuyên thủng nha, tháp xuyên thủng đấy này. Anh lấy ví dụ này, đây là ví dụ dài sàn của anh này, dài sàn của anh này, tường trên sàn đây là tập trung này, đây tường trên sàn này, đây là bề rộng tường nhá, đúng không? Bề rộng tường. Thì khi tường đặt trên sàn á, nếu mà xuyên thủng sàn á,
là xin nguồn gốc bao nhiêu độ các bạn? Dưới thép là để thêm thép đã. 45 độ đúng không? Tới 45 độ là góc chuyển lực của bê tông thôi. Bê tông có thép sẽ nhỏ hơn. Rồi 45 độ. Với khi 45 độ này mình sẽ chiếu lên mặt bằng này. Chiếu mặt bằng. Rồi, đang vị trí giữa là vị trí cái tường xây của bạn nha. Chiều dài tường ấn hiệu là L tường. Bề dày tường ký hiệu là AB tường trên rồi nhá. Bề tường trên rồi. Mình sẽ vẽ cái thép xuyên thủng ra. Đó, cái thép xuyên thủng ra. Vẽ đi mũ nổi, mấy ông chụp hình. Mấy ông gì thì thoại ông xin cũng chụp hình. Này nhà nó không thấy gì đâu. Rồi, khi vẽ theo xuyên thủng ra thì cái cạnh này của anh này sẽ là bề rộng tường cộng cho 2 lần h gì? Cái phải này là h không của anh không? Là h không nè. Rồi chúng ta sẽ bề rộng tường cộng cho 2 lần h. 2 lần h không. Cạnh trên này nè. Thứ người là gì? Chiều dài tường cộng cho 2 lần h. H không. Chiều dài tường cộng 2 lần h không. Đó. Đó hay gọi là đáy trên và đáy dưới của tháp xuyên. Tháp xuyên thủng nha. Đa số cái bài các bạn thường thường bài nào cũng thiếu này. Rồi, xong chưa? Đầu tiên mình xác định từng cái nha. Vế bên trái trước nè. F nè. F là lực nén thủng. F là lực nén thủng nha. Rồi. Rồi F sẽ là như thế nào? F lấy bằng lực tác dụng lên tháp nén thùng này. Cái phần này nè, cái phần đỏ đỏ này người ta gọi là tháp nén thùng các bạn. Cái phần đỏ đỏ này, cái phần này người ta gọi là tháp nén thùng. Hay gọi là hay dùng từ là tháp xuyên, ở tháp xuyên thùng đó. Tháp xuyên thùng, rồi tháp xuyên thùng. Đấy, lực F tới bằng lực tác dụng lên tháp nén thùng trừ đi phần tải trọng chống lại nén thùng tác dụng vào đáy lớn của tháp nén thùng. Thử cái này không? Nhưng như vậy này, cái lực tác dụng lên tháp nén thùng chính là trọng lượng gì của bạn này? Trọng lượng tường của bạn đúng không? Giả sử bây giờ này, ở dưới đây anh có một cái thằng nó đỡ ngược lại. Giả sử dưới đây nha, anh có đặt cây cột xuống đây. Thì có phải cây cột anh chống lại nén thùng không? Đúng không? Giống như bây giờ nén thùng là tách hai phần hai bên này. Nó tách khỏi cái hình thang này. Được không? Vậy ở đây anh có một cây cột như này. Nếu giả sử anh có một cây cột để đặt ngược lên như này, thì có phải cái cột quan đang là chống lại nén thủng đúng không bạn? Được chưa? Đấy. Bạn nào làm sản phẩm cẩn thận, tại vì sản phẩm sẽ gặp trường hợp này nè. Cột trên đúng không? Xuyên thủng xuống. Dưới đây có gì? Cột dưới. Có phải có cột dưới là phần chống lại nén thủng của bạn không? Được chưa? Đấy. Rồi. Và ép nén thủng à? Ép nén thủng. Ở đây thì mình không có thằng nào chống lại đúng không bạn? Đúng không? Chống lại đâu? Được không? Thì sẽ bằng là trọng lượng của tường không? Trọng lượng bản thân của tường đúng không? Thì sẽ bằng là bằng hệ số vượt tải đúng không? Nhân cho bề dày tường, nhân cho chiều dài tường, nhân cho chiều cao, chiều cao tường và nhân cho gamma của tường. Ở đây thì anh ghi công thức thôi, bạn về nhà tự bắt số giùm anh. Anh ghi chung đó là L tường, tại vì có nhiều chiều dài tường khác nhau không? Nhiều chiều dài tường khác nhau thì bạn kiểm tra với tường nào? Chiều dài gì? Chiều dài lớn rất là rồi. Đi học thôi, không phải tập. Rồi tiếp nha, đó là ép đánh thủng. B tường là bề dày tường đúng không bạn? L tường là chiều dài tường, chiều cao tường. N bằng 1 phải mấy? Nhớ bạn lấy tải cho mình tính toán nhé. Được chưa? Rồi tiếp nè, rồi vế phải nè. Nói chuyện các bạn. Đầu tiên alpha
với bê tông nặng thì alpha sẽ lấy bằng ở một nhá, bê tông nặng alpha lấy một. Được. Rồi tiếp theo này, RBT thì biết rồi đúng không? RBT khỏi giải thích nha. H không biết đâu, H không như là từ đây chiều cao cùng bê tông làm việc mình H0. Được chưa? Đây có cái UM là hơi khó rồi nè. À cái UM thì dễ mà. UM là gì đây? Trung bình chu vi đáy trên và chu vi đáy ở dưới của thanh đáy thủng. Cái thanh đáy thủng bây giờ nè. Sao vậy? Đâu cái này do góc này có bao nhiêu độ? Góc 45 độ đó em. Đâu 45 độ thì là mày hát chế đô, phải mày hát chế đô không? Được không? Rồi tiếp này. UM. UM là gì? Trung bình chu vi đáy trên và chu vi đáy ở dưới đúng không? Thì là sao 45 độ không? Rồi UM để nè. Cái thép nén thùng của mình á, chu vi đáy trên á là chỗ này nè, là bề dày tường và chiều dài đường dày tường. Chu vi đáy dưới á là bề dày tường cộng 2 lần h0 và một cạnh là chiều dài tường cộng cho 2 lần h, 2 lần h0. Vậy bây giờ mình tính chung một chu vi này. Chu vi hình chữ nhật tính sao? Dài bằng cái này đúng không? Kiểm tra kiến thức toán học nữa không á? Hai này. Dài lên, đầu tiên chu vi đáy trên nhá. Đây b cộng là b cộng l tường, b tường cộng l tường, rồi cộng đáy dưới b tường cộng 2 h không cộng l tường cộng đó h không vậy anh như này, b tường cộng l tường cộng cho 4 lần h không không anh như vậy được không? 2 cộng 2 là 4 được chưa? Rồi chúng mình được chia mấy bạn? Chia cho chia 2 không? Chia 2 chỗ này nè, 2, 2, 2 chỉ tiêu không? Đâu vậy còn còn này B tường, cộng B tường là mấy C tường? 2 B tường cộng 2 L tường cộng 4 H0 thì chính là cái UM của bạn đó. Nếu bạn về bạn lật sách nền móng ra sẽ là 2 B cột cộng 2 H cột và cộng 4 H0. Rồi mở sách nền móng ra, em coi là phần kiểm tra chọc thủng của đại cọc á, đi trang vậy. Xong chưa? Rồi, vậy đây tất cả những thông số á, như là chiều cao, tường, chiều dài tường có hết chưa? Bạn ráp vô và kiểm tra xuyên thủng cho anh được không? Được không? Bạn chỉ cần kiểm tra cho anh một cái chiều dài tường như thế nào? Một chiều dài tường lớn, lớn nhất là ok rồi, được không? Chỉ một chiều dài tường lớn nhất là ok, hiểu chỗ này chưa? Rồi. Thì đây nè, các bạn có thấy các bạn đi thi công, các bạn sẽ thấy là tại vị trí người ta xây tường, xây trên sàn đó, nhà cao tầng thì ít gặp, mà nhà phố bạn hay gặp người ta trường hợp là người ta gia cường thép ở trên sàn đó, đó đúng không? Vậy thép đó tính làm sao? Có công dụng phải là công dụng chống độc thủng không? Đây nè, anh sẽ mở cho bạn coi, bạn giải thích chỗ đó nha. Rồi vậy từ nào biết đặt rồi, nhưng mà vấn đề là tính làm sao? Tại vì giả sử anh đặt 32 đi, em đặt là hả nè, đây đây nè, ví dụ như hình này nè, nó có hai chi tiết là chi tiết gia cường thép tại vị trí tường tường 100 và gia cường tại vị trí tường là tường 200 đúng không? Vậy thường thường các bạn đặt hết bao nhiêu cây? Bao nhiêu cây? Thường thường bạn đặt 2 cây đúng không? 2 cây. Bây giờ giả sử ý của Hoàng là em đặt 2 cây dưới này thôi đúng không? Phải không? Thêm 2 cây trên nữa hả? Ý là hai cái đó đúng không? Cái bị nó lên xíu nữa mặt là không phải đặt như thế nào. Đem cho cái gì đó. Là sao ta? Ý là hai cái cây mà để đây to đúng không? Ừ. Cái bị hai cái đó lên một đoạn xíu nữa. Ý hiểu rồi, để anh phá block cái này ra nha. Đây là rồi, để anh phá block giải thích. Đây. Ý em ở chỗ này, copy hai cái này lên đây xíu hả?
như vậy đúng không? Là tổng tổng là mấy cây? Hai cây đúng không? Nghĩa là hai cây này hép sàn, đúng rồi. Hai cây này hép trầm. Cái chỗ này dạng như vậy nè, chỗ này thì ý của anh là Gia Cường như vậy nè, anh bỏ hép sàn luôn, là anh bỏ hép sàn luôn, mà anh chỉ thay Gia Cường hép gì? Hép dầm thôi, hiểu không? Nhưng vấn đề đặt ra như vậy nè, tại sao chỗ này người ta phải Gia Cường những cái này? Rồi mình sẽ chỉ bản tính là tại sao chỗ này người ta phải Gia Cường 4 cây như vậy. Gần như trường hợp, nếu là trường hợp này hay gặp ở vị trí là nhà phố nhỏ nhỏ thì người ta hay Gia Cường cái này. Vậy tại sao phải Gia Cường này? Bỏ được không? Bỏ được không? Bạn thử kiểm tra đi, bây giờ bạn thử ráp số cho anh này. Bạn thử kiểm tra nha. Đấy, bây giờ bạn thử làm cho anh trường hợp này. Bây giờ giả sử tường anh là tường 100 đi. Là tường 100 này. Được, tường 100. Bây giờ tường là 0,1. Được không? 0,1 nha, tường 100. Anh cho chiều dài tường là 4m đi. 4m được không? Rồi, chiều cao tường anh cho là 3,6. Cho em tường 100 là 10 mấy? 18 nha. Rồi 18. Rồi phía bên phải này, anh pha là 1 này, anh cho RVT để này. RVT đây anh cho bạn bê tông 1 bê tông B3. B30 á thì RVT bằng bao nhiêu? RVT bằng 1,12 MPa. Được không? Đấy. Cho chiều dài tường là 4m rồi nhá. Bề dài tường là 0,7. 0,1. Được không? Các bạn tìm cho anh cái F nhánh thủng của cái bên phải được không? Hiểu cái này không? Tìm cho anh S nhánh thủng của bên phải coi nó bằng bao nhiêu. Tìm cho anh đi.